Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 23. Lục Vân không nhịn được buông lời chỉ trích, Diệp Vô Địch à Diệp Vô Địch, anh thật sự không dính được chút khí chất nào của chị anh sao, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi à, nếu cô ấy đã căm sừng anh thì sớm ngày chia tay đi, chuyện này cũng đâu có gì to tát, chẳng lẽ anh còn muốn quỳ xuống níu kéo. Không phải là vấn đề không chia tay, tôi chỉ không cam lòng. Diệp Vô Địch nói. Có cái gì không cam lòng? Bởi vì người đàn ông kia, bộ dạng thật sự rất xấu, tôi không cam lòng bị như vậy. Dù sao tên nhóc Diệp Vô Địch này cũng là em trai ruột của Diệp Khuynh Thành, chị gái xinh đẹp động lòng người như vậy, cậu ta là em trai đương nhiên cũng không thua kém gì. Có khi ngay cả Lục Vân cũng chịu thua kém cậu ta. Chính vì vậy, Diệp Vô Địch nghĩ mãi không ra tại sao Lưu San San lại thay lòng tìm một người đàn ông xấu xí. Lục Vân nói, chuyện này còn tùy mắt thẩm mỹ của mỗi người, có lẽ anh cảm thấy người đàn ông kia xấu xí, nhưng bạn gái anh lại cảm thấy hẳn ta không tệ thì sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Diệp Vô Địch nói rất chắc chắn, tôi có thể cam đoan với anh, chỉ cần là người nhìn thấy người đàn ông đó, tuyệt đối sẽ không ai nói hắn ta không xấu. Nếu có, thì chắc chắn là người đó trái lòng. Vốn dĩ hắn cũng không hứng thú lắm, thậm chí còn thấy chuyện này thật máu chó. Giờ nghe Diệp Vô Địch nói năng quả quyết như vậy thì hắn bắt đầu có chút hứng thú người đàn ông đã đào góc tường sau nhà Diệp Vô Địch. Đào góc tường, giành người của người khác. Tò mò một chút cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc là xấu đến mức nào kể tôi nghe thử xem. Lục Vân tò mò hỏi. Diệp Vô Địch suy nghĩ một chút, nói, mặt ngựa, mũi củ tỏi, mắt hí, miệng nhỏ hơn người bình thường một nửa. Lúc ấy tôi chỉ liếc nhìn mặt mày của hắn ta một cái. Chưa kịp nhận xét gì nhiều, chỉ biết cảm giác đầu tiên nhìn vào đã cảm thấy ngũ quan của người này nhỏ đến kỳ lạ. Nghe Diệp Vô Địch miêu tả xong, trên mặt Lục Vân lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, thật sự là như vậy. Hắn cũng không phải là người quan trọng vẻ bề ngoài, dù sao diện mạo là do cha mẹ cho, không thể tùy tiện cười nhạo. Lục Vân chỉ hơi kinh ngạc, nếu người kia thật sự có bộ dáng như vậy mà vẫn đào được góc tường nhà Diệp Vô Địch, thì chắc chắn phải có thực lực rất hùng hậu. Diệp Vô Địch dùng vẻ mặt buồn bã nói, bây giờ anh biết em không cam lòng bao nhiêu rồi chứ, anh dạy anh nghĩ thử xem, nếu ngày nào đó chị tôi cũng đi tìm một người đàn ông như vậy, cắm sừng. Bốp, Lục Vân tát vào đầu Diệp Vô Địch, vô cùng phân nộ. Nói, bớt gây thêm phiền phức cho lão tử, chị gái cậu tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Diệp Vô Địch vuốt đầu ủy khuất nói, tôi chỉ đưa ra một ví dụ để anh đồng cảm với tôi thôi mà. Ví dụ cũng không được, Lục Vân trợn mắt nhìn. Chị anh là người có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn vậy à? Lưu San San gì đó có thể sánh ngang hàng với chị anh sao? Chị anh chính là tiên nữ trên trời, là một tồn tại hoàn mỹ thuần khiết, là thân thánh không thể khinh nhờn, kẻ nào dám nói xấu chị anh thì lão tử tuyệt đối sẽ chém chết người đó, kể cả anh cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dáng nổi bão của Lục Vân, Diệp Vô Địch cực kỳ sợ hãi. Nhưng vẫn nhịn không được nói thầm một câu, chị tôi còn chưa thừa nhận anh mà. Diệp Vô Địch thật không ngờ, chỉ một tiếng anh rể xã giao của cậu ta lại làm bành trướng như vậy, hai người còn chưa xác nhận chính xác đã bắt đầu hóa thân thành cuồng ma nghiện vợ. Anh lẩm bẩm cái gì đó. Lục Vân hung ác trừng mắt nhìn Diệp Vô Địch một cái, lần thứ hai dọa tên nhãi này sợ hãi, vội vàng run rẩy nói, không. Không có gì, nếu chị tôi biết anh che chở ấy. Nhất định sẽ bị anh làm cảm động chết luôn, anh rể ruột của tôi. Vì cậu đã thành thật nhận sai nên lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng sau này đừng để tôi nghe những lời như thế nữa. Lục Vân ra vẻ nghiêm khắc. Ha ha, em hiểu rồi, hiểu rồi. Anh rể, anh có thể giúp em lấy lại công bằng không? Diệp Vô Địch nháy mắt nói với vẻ ngượng ngùng. Tại sao cậu lại cho rằng tôi có thể lấy lại công bằng cho cậu? Lục Vân hỏi với vẻ mặt vui tươi. Diệp Vô Địch buột miệng nói, bởi vì anh là Vân Thiên Thần Quân. Lục Vân sửng sốt, tò mò hỏi, chị của cậu nói cho. Cậu biết chuyện này sao? Không phải anh tự nói ra sao? Tôi tự nói. Chính anh đã nói vậy khi ở nhà chú U Dương ở Giang Nam mà Diệp Vô Địch đáp. Vừa dứt lời, Lục Vân mới nhớ ra dường như chính hắn nói ra thật. Khi cả nhà Diệp Hướng Vinh được mời đến U Dương ra ăn tối, Lục Vân cũng được mời tới cùng. Bọn họ nói rằng muốn xin lỗi Lục Vân nhưng thực ra, U Dương Minh Hạo đã tìm một người Nhật Bản tới để dạy cho Lục Vân một bài học.
không ngờ Lục Vân chỉ tùy tiện ra tay đã khiến cho tên Nhật Bản sợ chạy mất dép. Lúc đó, cả Diệp Khuynh Thành và Diệp Vô Địch đều có mặt. Lục Vân đã nói với Diệp Khuynh Thành rằng mình chính là Vân Thiên Thần Quân. Hắn hỏi cô có tin mình không, cô chỉ làm ngơ, còn Diệp Vô Địch lập tức nói mình tin. Lục Vân cứ tưởng Diệp Vô Địch nói đùa nhưng không ngờ cậu nhóc này lại nghiêm túc. Cậu thực sự tin tôi là Vân Thiên Thần Quân sao? Lục Vân hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Tin chứ, tại sao lại không tin? Người như Vân Thiên, Thần Quân có thể đem ra làm trò đùa được sao? Hơn nữa anh lợi hại như thế nên em đương nhiên tin. Trong lòng Lục Vân cảm động. Chị Khuynh Thành, chị nhìn xem tên nhóc này đúng là đơn thuần đáng yêu, em chỉ nói một lần mà cậu ấy đã tin rồi. Lục Vân nhớ lại hắn đã từng nói với Diệp Khuynh Thành rằng mình là Vân Thiên Thần Quân không dưới một lần nhưng cô vẫn không tin. Mãi cho đến khi hắn dần dần bộc lộ thực lực thì cô mới tin. Diệp Vô Địch là người đầu tiên tin dễ dàng tin tưởng hắn là Vân Thiên Thần Quân như vậy. Nên không lý gì mà Lục Vân lại không cảm động. Mặc dù hắn cảm động thật nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, thân phận của tôi là bí mật. Cậu nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng để lộ ra ngoài. Diệp Vô Địch gật đầu như gà mổ thóc, em hiểu mà, đại lão như các anh đều thích giả chưa ăn thịt hổ như thế này. Nếu như em có bản lĩnh như anh rể thì nhất định còn kiêu ngạo hơn cả anh. Nếu như cậu ấy đã nghĩ vậy thì cứ kệ đi. Lục Vân không muốn giải thích nhiều, hắn quay lại chủ đề, nếu như cậu đã gọi tôi là anh rể, vậy thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của cậu được. Dừng một chút, Lục Vân lại hỏi, cậu vừa nói dung mạo của kẻ đó rất đặc biệt. Đúng vậy. Chắc chắn là kiểu gặp phải sẽ không bao giờ quên. Vậy thì đơn giản thôi, cứ chờ đi. Lục Vân mỉm cười đầy tự tin. Hắn gọi quản lý nhà hàng tới và nói với Diệp Vô Địch, nói lại với quản lý về những đặc điểm mà cậu vừa nhắc tới. Mặt ngựa, mũi củ tỏi, mắt lác. Vừa dứt lời, sắc mặt của quản lý nhà hàng chợt thay đổi. Nhất là khi nói đến dung mạo, quản lý không khỏi hoảng hốt nói, cậu nhóc. Tôi biết cậu đang nói đến ai nhưng xin cậu hãy nhỏ tiếng lại một chút. Nếu như có người nghe thấy thì sẽ gây ra tai họa mất. Tai họa. Lục Vân rất hứng thú, hắn nghĩ rằng người đó có bối cảnh lớn. Tôi rất có hứng thú với vị đó, hãy nói cho tôi biết đi. Lục Vân nói. Người quản lý do dự một lát rồi nói, người mà cậu vừa nhắc đến chính là Vương Đào, con trai Vương gia. Tuy rằng nhìn qua anh ta, có hơi đặc biệt hơn so với người bình thường nhưng không thể làm gì được vì anh A có bối cảnh quá vững chắc. Tư chất của Vương Đào tầm thường, không tu võ nhưng lại có một người anh trai tên là Vương Húc, là thiên tài của Học viện Võ thuật Kinh Thành. Chưa đến 23 tuổi đã đạt đến hóa cảnh, gần như sắp đuổi kịp tiên nữ Lạc Tiên Tử. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Vương Nguyên, ông nội của Vương Đào là đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành. Người quản lý nhà hàng nắm rõ trong lòng bàn tay, từ từ kể về lai lịch của Vương Đào. Người làm kinh doanh như bọn họ nhớ rõ thân phận của những nhân vật lớn như vậy hơn ai hết, chỉ vì họ sợ một ngày nào đó lỡ có mắt không tròng đắc tội phải với một trong số các nhân vật đó. Những điều mà quản lý nói không khơi dậy sự hứng thú của Lục Vân, chỉ có một câu cuối cùng khiến mắt hắn sáng lên. Hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành. Thân phận này đúng là đủ khiến người khác sợ hãi. Lục Vân đang tìm cơ hội náo động, gây ra sóng to gió lớn ở Kinh Thành nhưng không ngờ cơ hội lại tìm đến tận cửa sớm như vậy. Cái này có lẽ được gọi là ý trời. Lục Vân hạ quyết tâm bắt đầu từ Vương Đào, hỏi, bây giờ Vương Đào có đang ở nhà hàng không? Người quản lý lập tức cảnh giác, nói, người anh em, cậu định làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có gì, chỉ là cậu em vợ của tôi có xảy ra chút hiểu lầm với Vương Đào. Vừa rồi nghe những lời anh nói, biết được thân phận của Vương Đào lớn như vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này đưa em vợ tới bồi tội với Vương Đào ấy mà. Người quản lý liếc nhìn Diệp Vô Địch, sau đó lại đưa mắt về phía Lục Vân và nói, nếu như trước đó có hiểu lầm thì nên xin lỗi đàng hoàng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quản lý nhà hàng nghĩ thầm, mình đã giải thích thân phận và lai lịch của Vương Đào chi tiết như vậy. Chỉ cần là người thông minh sẽ không tới chọc tức anh ta. Hơn nữa, nếu như hai chàng trai trẻ này xuất hiện ở phòng tiệc tầng 2 tức là họ có quan hệ họ hàng xa gì đó với Long Gia. Phải biết rằng Long Gia không cùng đẳng cấp với Vương Gia. Vì thế, tóm lại người quản lý nhà hàng đưa ra kết luận khả năng cao hai chàng trai trẻ này muốn thành thật xin lỗi nên nói,
Vương thiếu gia đang ở phòng tiệc trên tầng 3, Đoàn tiên sinh cũng ở trong đó. Đoạn Bằng đang ở trên tầng 3 với Vương Đào, chẳng có gì ngạc nhiên. Học viện Võ thuật Kinh Thành là nơi đào tạo nhân tài của Vũ Minh, liên kết trực tiếp với Vũ Minh. Bối cảnh của Vương Đào là Vũ Minh còn Đoạn Bằng là giảng viên của học viện nên quen với Vương Đào cũng là hợp lý. Việc những người trong cùng một vòng tròn có tương tác với nhau là chuyện bình thường. Dù sao hai người cũng nên chuẩn bị xin lỗi đi. Nhân tiện, hai người cũng nên giải quyết hiểu lầm với Đoạn tiên sinh đi. Quản lý nhà hàng có thể ở vị trí này hay không là nhờ vào con mắt tỉnh tường của bản thân. Khi anh ta thấy Đoạn Bằng đi lên tầng 2, anh ta nhìn thấy hai bên đang có tranh chấp. Đương nhiên là anh ta bị sốc, rắc rối to rồi. Vì thế, trước đó anh ta đã chỉ trích nặng nề hai người phục vụ ở cửa. Đồng thời mang cho Long Gia và Đoạn Bằng một chai rượu vang đỏ như một sự đền bù. Hai bên nói những điều tốt đẹp với nhau và cố gắng ổn định lại cảm xúc. Bây giờ Lục Vân và những người khác chuẩn bị đi xin lỗi, quản lý nhà hàng đương nhiên rất vui mừng. Lục Vân không chút do dự nói, được thôi, thà dẹp. Bỏ thù hận hơn là giữ cho nó tồn tại. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu hôm nay chúng ta có thể giải quyết những hiểu lầm trước đó thì đều nhờ vào quản lý. Được rồi. Quản lý nhà hàng cười rạng rỡ, vậy bây giờ tôi sẽ lên lầu hỏi ý kiến của Vương Thiếu Gia và Đoạn tiên sinh nhé. Lục Vân gật đầu, tôi tên là Lục Vân, còn đây là em vợ của tôi Diệp Vô Địch. Anh chỉ cần lên nói với bọn họ biết tên của bọn tôi là được, tôi tin rằng các vị khách quý tầng trên sẽ đồng ý gặp chúng tôi. Được rồi, hai vị chờ một chút, quản lý nhà hàng lên tầng 2. Diệp Vô Địch bối rối hỏi, anh rể, anh làm gì vậy? Chúng ta thật sự phải lên xin lỗi bọn họ sao? Lục Vân liếc hắn một cái, cay đắng nói, Diệp Vô Địch. Có phải em đọc sách nhiều quá nên lú phải không? Em nghĩ người chồng đẹp trai của người chị gái tiên nữ Khuynh Thành là tôi có phải là loại người dễ dàng đi xin lỗi người khác không? Đương nhiên là không, ai dám bảo Vân Thiên Thần Quân xin lỗi. Diệp Vô Địch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lục Vân khiến cho cậu ấy rụt cổ lại. Cậu ấy chợt nhớ ra Lục Vân đã dặn mình không được để lộ thân phận nên ngoan ngoãn im lặng. Diệp Vô Địch hỏi lại, anh rể. Nếu như bọn họ không đồng ý cho chúng ta đi lên thì phải làm sao? Lục Vân tát vào mặt cậu ấy, tức giận lắc đầu, xem ra cậu lú vì đọc sách nhiều quá rồi. Chỉ bằng cậu bớt đọc sách về nhà giúp chị gái quản lý công ty thì hơn. Đã quyết định đi phá rối lại còn quan tâm bọn họ có đồng ý hay không làm gì. Sở dĩ vừa rồi hắn hỏi quản lý nhà hàng là để xác nhận sự hiện diện và vị trí của Vương Đào trong nhà hàng. Có gặp hay không cũng không phải là chuyện Vương Đào có thể tính được mà là phải xem nắm đấm của hắn có đồng ý không đã. Tại sao đứa trẻ Diệp Vô Địch này lại ngốc như vậy? Lục Vân cảm thấy khó hiểu tại sao một đứa trẻ có IQ như vậy mà lại được nhận vào Đại học Kinh Thành. Chẳng lẽ đây chính là tên mọt sách trong truyền thuyết sao? Trong khi đó, trong phòng VIP ở trên tầng 3 chật kín người. Trong đó, nhân vật chính đương nhiên là Vương Đào. Ngồi trên đùi anh ta là một nữ sinh đại học xinh đẹp. Tên là Lưu San San. Vương Đào cao lớn lại có bối cảnh vững chắc nên phụ nữ bình thường thật sự không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta. Nhất định Lưu San San phải có gì đó mới có thể kết giao với anh ta, chí ít cô ta cũng là hoa khôi của đại học. Kinh Thành. Cả hai thể hiện tình cảm với nhau như trốn không người. Đoạn Bằng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng ăn cơm chó. Dù sao ngay cả nữ thần Lạc tiên tử cũng đã nhét cơm chó vào miệng anh ta cho nên điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Đoạn Bằng. Vương thiếu gia, Đoàn tiên sinh, lầu dưới có hai thanh niên nói rằng có chút hiểu lầm với hai vị, muốn lên đây xin lỗi nên kêu tôi lên đây hỏi ý kiến của hai vị. Người quản lý nhà hàng nói với thái độ tôn trọng và nở nụ cười trên môi. Hiểu lầm gì? Vương Đào không ngẩng đầu lên mà chỉ ôm Lưu San San vào lòng, tùy tiện hỏi một câu. Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể như thế nào, chỉ biết bọn họ có một người tên là Lục Vân, người còn lại tên là Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch, quản lý nhà hàng vừa dứt lời, Lưu San San đang ngồi trong lòng Vương Đào lập tức thay đổi sắc mặt. Vương Đào hỏi, sao vậy, hai người quen nhau à? Lưu San San cúi đầu, không tự tin trả lời, quen. Có quen, anh ta chính là người bạn trai cũ, em đã từng kể với anh. Vừa dứt lời. Sắc mặt Vương Đào bỗng trở nên lạnh lùng, không phải tôi đã bảo cô phải chia tay với cậu ta rồi sao? Em đang chuẩn bị nói rồi.
chỉ là vẫn chưa tìm được lúc nào thích hợp. Mẹ kiếp, chia tay khó thế sao? Tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến cậu ta đấy. Không phải đâu, Vương thiếu gia, hãy nghe em giải thích. Câm miệng, sắc mặt của Lưu San San tái nhợt, lúc này trong mắt Vương Đào tràn ngập vẻ lạnh lùng, anh ta nhìn về phía quản lý nhà hàng và nói, Lục Vân là tên chó má nào. Quản lý nhà hàng run rẩy, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Đoạn Bằng ở bên cạnh đã nói, Vương thiếu gia, tôi biết tên Lục Vân kia. Sắc mặt của anh ta cũng tối sầm lại. Vương Đào liếc nhìn anh ta, ồ, trông anh như vậy, có vẻ như cũng có thủ oán gì đó với hắn ta. Thằng nhãi kia có lai lịch như thế nào? Đoạn Băng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Uy lực trong lời nói của Đoạn Băng không hề nhỏ. Lạc Tiên Tử là ai? Là thiên chỉ kiêu nữ trong giới võ tu. Là một nữ thần của Học viện Võ thuật Kinh Thành, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng phong thái tuyệt sắc của cô vẫn được truyền khắp trường. Làm gì có người đàn ông nào không có ý định chinh phục một nữ thần như vậy? Không chỉ Đoạn Bằng mà cả Vương Đào cũng vậy. Chỉ là Vương Đào tự nhận thức được bối cảnh của anh ta cùng một đẳng cấp với Lạc Tiên Tử. Anh ta có bối cảnh, Lạc Tiên Tử cũng có bối cảnh. Tuy cùng bối cảnh như với dáng vẻ của Vương Đào, muốn tán được Lạc Tiên Tử thật sự chẳng khác gì cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Có lẽ anh trai Vương Húc của anh ta vẫn còn cơ hội. Cho nên khi nghe Đoạn Bằng nói, có thể tưởng tượng được tâm lý của mọi người sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ngay cả quản lý nhà hàng cũng cảm thấy cay. Đắng. Tuy rằng anh ta chưa từng tiếp xúc với Lạc Tiên Tử nhưng anh ta có cảm giác nếu như có một ngày nữ thần nổi tiếng có một người đàn ông thì người đàn ông này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của đàn ông. Đây chính là tâm lý ghen ghét. Sau khi nghe Đoạn Bằng nói xong, Uông Đào liền xua tay nói, để bọn họ lên đây. Hắn ta muốn xem người đàn ông tên Lục Vân kia rốt cuộc có năng lực gì mà có thể trở thành người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Niềm hiếu kỳ mãnh liệt này, ngược lại khiến hắn ta nhất thời không để ý đến sự tồn tại của Diệp Vô Địch. Người quản lý nhà hàng ra ngoài một lúc thì nhanh chóng dẫn hai người thanh niên này lên. Người quản lý nhịn không được nhìn người thanh niên kia thêm vài lần, anh ta cũng rất tò mò về chàng trai trẻ có thể cưa đổ Lạc Tiên Tử này. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút khỏi đây, Uông Đào lạnh lùng hét lên. Sắc mặt người quản lý nhà hàng lập tức thay đổi, thật xin lỗi ngài Uông, tôi đi ngay. Không quấy rầy ngài nữa. Nói xong, anh ta ngoan ngoãn rời đi. Từ ánh mắt vừa rồi của người quản lý nhà hàng, Uông Đào đã đoán được ai trong hai người họ là Lục Vân, nên hắn ta chuyển ánh mắt lên người Lục Vân, quan sát hắn một cách cẩn thận. Một lúc sau, Uông Đào hừ lạnh nói, tôi vốn tưởng rằng Lạc Tiên Ử thần thánh lắm, hóa ra cũng là kẻ phàm nhân tham mê trai đẹp mà thôi. Tính tình kiểu gì vậy chứ? Không hài lòng về vẻ ngoài của mình nên không dám theo đuổi nữ thần, song khi nhìn thấy nữ thần chọn một người đàn ông đẹp trai hơn mình lại tỏ vẻ khinh thường cho rằng nữ thần chỉ là một người chỉ quan tâm đến bề ngoài. Một mặt thì đau lòng. Mặt khác chính là tự ti, muốn dùng phương pháp này để che đậy tự ti trong lòng. Thì ra Uông Đào cũng chỉ có thế. Ánh mắt Lục Vân như nghiền ngẫm, cười như không cười nói, vậy ra anh là Uông tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, quả thực như lời đồn. Thằng nhãi kia muốn chết hả? Uông Đào nghe được lời này sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, hắn ta ghét nhất chính là bị nói về vẻ bề ngoài. Đây là điểm đau nhất của hắn ta. Thật ra diện mạo của những người khác trong Uông gia cũng chỉ từ bình thường đến ổn thôi, có riêng anh trai của Uông Đào, Uông Thúc có thể xem là ưa nhìn, vậy mà đến lượt Uông Đào thì dường như tất cả gen xấu của cả gia tộc đều tập trung vào người hắn ta. Chưa kể đến ngũ quan trên mặt nhỏ bất thường mà chúng còn dồn lại một chỗ. Giống như một chiếc bánh mì hình chữ nhật thật bự nhưng chỉ có vài hạt vừng ở giữa. Vì khuôn mặt này mà Uông Đào đã làm không ít chuyện ác. Khi xưa có một người qua đường không biết thân phận của Uông Đào, nhìn thấy khuôn mặt kỳ quái này không khỏi nói thêm vài câu, kết quả đã bị Uông Đào cắt lưỡi tại chỗ. Tuy việc này đã được báo lại cho công an, họ cũng nói sẽ trả lại công bằng cho nạn nhân, nhưng chỉ vài ngày sau Uông Đào đã được tự do. Và người nhà họ Uông cũng chỉ đền bù cho nạn nhân một số tiền tượng trưng. Từ đó trở đi, người dân Kinh Thành nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt kỳ lạ cũng không dám tùy tiện bàn tán nữa, thậm chí còn không dám liếc nhìn lần thứ hai, sợ lại làm Uông Đào không vui mà chọc mù mắt họ. Hôm nay, chàng trai tên Lục Vân đã đánh trúng điểm đau của Uông Đào ngay từ lời nói đầu tiên khi họ gặp nhau,
Chuyện này lập tức khơi dậy cơn tức giận trong lồng ngực Uông Đào. Nhưng mà, lúc này Lục Vân đã chuyển lực chú ý lên người Lưu San San, trên môi nở nụ cười nói, cô gái, em cũng có chút nhan sắc, nhưng mắt nhìn người của em. Thật là một lời khó nói. Lại một kiếm nữa, hung hăng đâm vào ngực Uông Đào. Lục Vân quay đầu nhìn Diệp Vô Địch hỏi, tiểu tử thúi, anh không có gì muốn nói với bạn gái mình sao? Diệp Vô Địch vừa mới đi vào đã nhìn thấy Lưu San San ở đây, xác thực cậu ta vô cùng tức giận, nhưng không biết vì cái gì mà bây giờ không còn hào hứng nữa. Có lẽ là do không đáng. Hoàn toàn không cần phải tức giận với một người phụ nữ như vậy. Diệp Vô Địch lắc đầu, cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng chỉ là lãng phí thời gian, nhưng Lưu San San lại là người lên tiếng trước, Vô Địch, thực xin lỗi. Trong lòng Lưu San San nhất định vẫn còn quan tâm đến Diệp Vô Địch, nhưng có nhiều chuyện không phải cứ quan tâm sẽ có kết quả. Ở Đại học Kinh Thành, diện mạo của Diệp Vô Địch tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ giáo thảo sao, bằng không thì Lục Vân cũng sẽ không đồng ý hẹn hò với cậu ta, nói không chừng ất có thể còn tránh né cậu A, học sinh đẹp trai nổi bật trong trường. Từ khi Lưu San San và Diệp Vô Địch trở thành người yêu, trong mắt mọi người ở Đại học Kinh Thành chỉ có hai chữ, hợp nhau. Bản thân Diệp Vô Địch cũng nghĩ như vậy. Ở bên nhau một năm, giữa cậu ta và Lưu San San cơ bản là không có mâu thuẫn gì, cho nên Diệp Vô Địch chưa bao giờ nghĩ có một ngày Lưu San San sẽ cắm cho cậu ta một chiếc sừng dài như vậy. Thật ra suy nghĩ của Lưu San San rất đơn giản. Dù Diệp Vô Địch có xuất thân không tệ, thuộc một gia tộc lớn ở tỉnh Giang Nam, nhưng đưa tới kinh thành thì cậu ta không còn là gì cả. Đây không phải là điều Lưu San San mong muốn. Điều cô ta muốn là có thể có chỗ đứng ở kinh thành, để đạt được mục đích nhanh nhất và hiệu quả nhất cô chỉ còn cách gả cho công tử giàu ở kinh thành. Đây cũng là điều mà rất nhiều cô gái Bắc Điêu sao nghĩ trong đầu, sao đề cập đến những người đến từ các khu vực. Ngoài Bắc Kinh, đăng ký hộ khẩu ngoài Bắc Kinh, sống và làm việc tại Bắc Kinh. Lưu San San cảm thấy tự tin với vẻ ngoài của mình. Và sự xuất hiện của Uông Đào là một cơ hội. Một khi bối cảnh của một người đủ mạnh thì ngoại hình và các yếu tố khác dường như không còn quan trọng nữa. Lưu San San nhanh chóng thuyết phục bản thân mình. Thật ra chính cô ta cũng biết Uông Đào tìm tới cô chỉ vì cô còn rất trẻ cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, hắn ta chỉ coi cô là thú vui nhất thời, cô muốn vào Uông gia nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, việc này để sau rồi tính. Hiện tại Lưu San San chỉ hy vọng Diệp Vô Địch có thể hiểu cho mình, nhưng Diệp Vô Địch lại không có ý định nhìn cô ta nữa. Diệp Vô Địch thở dài một hơi. Anh rể, em không muốn tranh cãi với cô ấy nữa, đi thôi. Diệp Vô Địch kéo cánh tay Lục Vân nói, nhưng vào. Lúc này, cậu ta đột nhiên nghe thấy Uông Đào hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đi. Tôi đã đồng ý chưa? Chuyện của Diệp Vô Địch không quan trọng, quan trọng là những lời nói vừa rồi của Lục Vân. Mỗi câu nói đều như dùng dao cắt vào thịt của Uông Đào, sau khi cắt xong rắc muối lên. Làm sao Uông Đào có thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy? Tưởng thiếu gia nhà họ Uông không cần mặt mũi nữa sao? Không ngờ Lục Vân lại không hề có ý định rời đi mà lại cười nói, anh nói đúng, chuyện còn chưa giải quyết xong làm sao có thể rời đi như vậy được. Làm như vậy sẽ bứt rứt lắm. Chẳng những Lục Vân không có ý định rời đi, trái lại còn muốn ở lại đây. Không những muốn ở lại đây mà còn muốn gây chuyện nữa. Nếu không như vậy, thì hắn chạy lên tìm Uông Đào. Làm gì? Phí chạy việc của Vân Thiên Thần Quân không phải là một số tiền nhỏ. Uông Đào nhìn thấy thái độ của Lục Vân, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ thằng nhóc. Này dựa vào cái gì lại kiêu ngạo như vậy? Chỉ dựa vào hắn là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Sao? Đợi đã. Uông Đào đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ánh mắt rơi vào người Diệp Vô Địch, hỏi, vừa rồi cậu gọi hắn là cái gì? Anh rể, có vấn đề gì sao? Lúc này Diệp Vô Địch lớn tiếng gọi anh rể, càng nói càng thuận mồm, không nói sẽ thấy khó chịu. Uông Đào cau mày nói, cậu là em trai của Lạc Tiên Tử sao? Không, cậu họ Diệp, còn họ của Lạc Tiên Tử là Lạc. Hai người là chị em họ sao? Nếu như Lục Vân là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, mà Diệp Vô Địch lại gọi Lục Vân là anh rể. Vậy Diệp Vô Địch và Lạc Tiên Tử hẳn là có quan hệ chị em, cho dù không thân thiết thì chắc cũng là biết mặt nhau. Tuy nhiên, Diệp Vô Địch lắc đầu nói, không phải, chị tôi tên là Diệp Khuynh Thành, không phải Lạc Tiên Tử. Lời này vừa nói ra. Trong lòng Uông Đào thầm cảm thán một tiếng, Dreamer tới rồi.
Rõ ràng tên Lục Vân này đang một chân đạp hai thuyền, mà một trong hai chiếc thuyền đó là tài nữ nổi tiếng trong giới võ tu, vô số đàn ông đều mơ ước chinh phục được Lạc Tiên Tử. Chuyện này nói ra có ai dám tin chứ? Đoạn Băng ở bên cạnh nghe được lời này, lửa giận ghen ghét trong đáy mắt thiếu chút nữa kiềm không được mà bộc phát ra. Một chân này không chỉ đạp hai thuyền đâu. Còn Long Diệp Tuyết nhà họ Long thì sao? Thằng nhóc chết tiệt này rõ ràng một chân đạp ba thuyền. Điều đáng giận nhất là có lẽ Lạc Tiên Tử đã biết những chuyện này, nhưng cô vẫn cam tâm làm người của Lục Vân như cũ, có cần kích thích như vậy không? Chứ, Đoạn Bằng hận không thể chặt xương sườn của Lục Vân ra nấu súp. Lục Vân nói, cái này sao có thể trách tôi được? Ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì, cô gái nào cũng mê đảm tôi, không như mấy kẻ xấu xí chỉ có thể dựa vào gia thế để thu hút những người tình giả tạo. Lục Vân vừa nói lời này xong, Uông Đào và Lưu San San đồng thời biến sắc. Uông Đào tức giận nói, con mẹ nó, mày nói ai xấu hả? Ai nổi nóng thì nói người đó. Nếu như anh không tự với ngoại hình của mình thì tức giận làm gì? Anh xem Đoạn Bảng bên cạnh có nổi nóng đâu, tức là hắn ta biết tôi không mắng hắn, cũng có nghĩa là thật ra trong lòng hắn ta cũng cho rằng anh xấu. Đoạn Bằng, khốn kiếp. Chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Hắn ta thận trọng liếc nhìn Uông Đào. Thấy Uông Đào không có ý chút giận lên mình. Đoạn Bằng vội vã tìm cách chữa cháy, thằng nhóc này bớt nói nhảm đi. Đẹp trai thì có ích gì? Uông tiên sinh đây có bối cảnh hùng mạnh như vậy, cho dù ngoại hình có đẹp đến đâu cũng không chịu nổi một kích. Lục Vân lắc lắc đầu, tôi không đồng ý. Nếu bối cảnh gia đình quan trọng hơn ngoại hình thì tại sao Lạc Tiên Tử lại chọn tôi thay vì Uông tiên sinh? Đoạn Bằng nhất thời nói không nên lời. Rõ ràng Lạc Tiên Tử là một ngoại lệ, bởi vì cô đã có chỗ dựa vững chắc cho nên không cần đi tìm thêm nữa, tự nhiên càng có khuynh hướng tìm người mình thích hơn. Thử thay cô ấy bằng một người phụ nữ bình thường đi. Lấy Lưu San San làm ví dụ, Diệp Vô Địch cũng gọi là đẹp trai nhưng không phải Lưu San San cũng xả vào lòng Uông Đào sao. Trên thế giới này có rất ít nữ thần giống như Lạc Tiên Tử, nhưng có rất nhiều người như Lưu San San. Vì vậy chúng ta không thể lấy một ngoại lệ duy nhất để thay thế cho toàn bộ. Đương nhiên Đoạn Bằng không tranh cãi với Lục Vân, bởi vì nói ra rồi không khác gì nói móc Uông Đào xấu, ngoài ra thế ra còn có gì khác có thể hấp dẫn con gái. Cho nên cuối cùng hắn ta chỉ có thể im lặng, thầm thấy mình có lý mà không thể nói. Lúc này Uông Đào đã tức giận, gầm gừ nói, thằng kia, mày có biết với lời mày nói vừa rồi, nếu là người bình thường nói ra sẽ chết bao nhiêu lần không? Vấn đề diện mạo luôn là điểm yếu của Uông Đào, trước kia có người chỉ xì xào hai câu đã bị Uông Đào cắt đứt lưỡi. Nhưng người tên Lục Vân ở trước mặt này cứ hết lần đến lần khác lấy ngoại hình của hắn ta ra nói, đây không còn là dùng dao đâm vào tim hắn ta nữa mà là cầm một chiếc cưa lớn kéo tới kéo lui trong tim Uông Đào. Thật là khinh người quá đáng. Ôi cho nên ý của anh là muốn giết tôi sao? Vì tôi nói anh xấu, nên anh muốn bắt tôi dùng mạng trả giá sao? Lục Vân nhướng mày, cười nửa miệng nói. Đối mặt với Uông Đào đang tức giận, hắn không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười, bắt đầu di chuyển đi về phía Uông Đào. Xem có vẻ như hắn đang chuẩn bị ra tay. Ánh mắt Uông Đào cứng đờ. Hành vi bất thường của Lục Vân ngược lại khiến hắn có chút do dự. Thằng nhóc này dựa vào cái gì mà ngông cồng như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình là người của Lạc Tiên Tử? Nên dư sức mạnh đối đầu với Uông Đào hắn sao? Nếu muốn so chỗ dựa thì... Chỗ dựa của Lục Vân là Lạc Tiên Tử, chỗ dựa Lạc Tiên Tử là Doãn Thu Thủy, còn chỗ dựa của Doãn Thu Thủy là cha cô Doãn Bính, đại hộ pháp của kinh thành Vũ Minh. Có tổng cộng 3 mắt xích quan hệ ở đây. Mà chỗ dựa của Uông Đào là ông nội của hắn ta Uông Nguyên. Tựa như một người là họ hàng xa, một người là ruột thịt, rõ có thể thấy quan hệ bên nào thân thiết hơn. Doãn Bính sẽ không bao giờ vì một Lục Vân nhỏ nhoi mà xé rách ra mặt Uông Đào. Cho nên Uông Đào mới không hiểu tại sao Lục Vân lại có tự tin đối đầu với hắn ta. Có lẽ là do ngông cuồng quen thói rồi. Cuối cùng Đoạn Bằng cũng tìm được cơ hội để mở miệng, chế nhạo, thằng nhóc họ Lục kia, đừng tưởng mình có dính líu đến Lạc Tiên Tử thì có thể vô lễ với ngài Uông, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một tên bám váy đàn bà mà thôi, thế mà cũng muốn tranh luận với ngài Uông. Khóe miệng Đoạn Băng dần dần xuất hiện một nụ cười lạnh khinh bỉ. Lúc này, làm sao hắn ta có thể ngăn cản Lục Vân chứ? Trong lòng hắn ta còn ước gì Lục Vân chơi ngông hơn nữa,
lao vào đấu đá tơi bời với Uông Đào luôn càng tốt. Lưu San San đứng ở phía sau Uông Đào, không ngừng lắc đầu với Lục Vân, nhưng dường như Lục Vân không để ý, hắn vẫn sải đến trước mặt Uông Đào. Sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kỳ lạ của Uông Đào, ở khoảng cách gần. Đôi mắt hắn dần hiện lên ý cười. Thật ra thì chuyện anh đào góc tường sao của Diệp Vô Địch, cậu ta không quan tâm nữa, cho nên với tư cách là anh rể cũng không tiện can thiệp nhiều vào chuyện này. Nhưng mà, sự xấu xí của anh đã làm tôi đau mắt, hiện giờ tôi thật sự rất muốn đánh anh, sao cướp người. Tin mới nhất, không quảng cáo, sự xấu xí của bạn làm ảnh hưởng đến mắt tôi. Câu này như một đòn tâm lý. Vừa dứt lời, Lục Vân vung tay tát thẳng vào mặt Vương Đào một phát. Chát, đòn tâm lý cùng đòn vật lý đều nở hoa. Vương Đào sửng sốt. Vương Đào không ngờ Lục Vân lại tát mình. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta bị tát. Anh ta lập tức nổi quạo. Lửa giận bừng bừng. Thằng khốn này, tao muốn mày chết không yên. Đoạn Bằng, sao anh còn đứng đó? Sao không mau chóng giết thằng nhãi này đi? Tôi sẽ chặt xác tên đó thành trăm mảnh cho chó ăn. Vương Đào gầm lên. Tuy anh ta không phải là tu võ giả nhưng anh ta vẫn có thể ra lệnh cho Đoạn Bằng vì bối cảnh vững chắc của anh ta. Trong lòng Đoạn Bằng thầm vui mừng, đây chính là cảnh tượng mà anh ta muốn nhìn thấy. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Vương Đào, anh ta lập tức gật đầu bước ra ngoài, thở ra một hơi thật mạnh. Vương Đào lại nhìn Diệp Vô Địch một cái, tiếp tục ra lệnh, giết thằng nhãi kia đi, hôm nay tôi muốn hai tên kia chết không toàn thây. Đừng! Đúng lúc Đoạn Bằng chuẩn bị ra tay, đột nhiên Lưu San San chạy đến trước mặt Vương Đào với sắc mặt tái nhợt, cầu xin tha thứ, Vương thiếu gia, chuyện này không liên quan đến Vô Địch. Xin anh hãy tha cho Vô Địch có được không? Vô Địch, cô với tên khốn đó cũng tình cảm quá nhỉ, nếu như cô thích cậu ta như vậy thì chết cùng nhau đi. Vương Đào nở nụ cười dữ tợn, anh ta đột nhiên túm lấy tóc của Lưu San San, tát vào mặt cô ta. Cái tát mạnh đến mức khiến cho khóe miệng cô ta chảy máu. Cô ta ngã loạng choạng trước mặt Diệp Vô Địch. Khuôn mặt cô ta đầy tuyệt vọng. Từ tiếng cười hung dữ vừa rồi của Vương Đào, Lưu San San có thể cảm nhận rõ ràng Vương Đào không hề thích cô ta mà chỉ muốn chơi đùa với cô ta. Sau khi chơi đùa xong, anh ta có thể vứt bỏ cô ta bất cứ lúc nào, giống như vứt bỏ một túi rác. Thật là một giấc mơ kinh thành lố bịch. Mặc dù Diệp Vô Địch hận Lưu San San cắm sừng cậu ấy nhưng nhìn thấy cô ta như vậy, trong lòng cậu ấy vẫn cảm thấy đau đớn, hai mắt đỏ hoe lao về phía Vương Đào. Được rồi. Diệp Vô Địch hoàn toàn áp đảo Vương Đào về chiều cao, thân thể cũng tràn đầy sức mạnh. Nếu như bọn họ thực sự muốn chiến đấu thì Vương Đào căn bản không phải là đối thủ của cậu ấy. Vì thế, Vương Đào tự nhận thức che mặt, lui về sau, vừa lùi vừa hét, Đoạn Bằng, giết tên điên này trước đi. Đương nhiên Đoạn Bằng không hề phản đối. Với anh ta, Lục Vân với Diệp Vô Địch chỉ là người bình thường, anh ta chỉ dùng một tay là có thể giải quyết. Nếu Vương Đào đã nói giết Diệp Vô Địch trước thì cứ giết Diệp Vô Địch trước đi. Đoạn Bằng tự tin lao về phía Diệp Vô Địch, chuẩn bị giết cậu ấy trước mặt Vương Đào. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Đoạn Bằng. Trên mặt Lục Vân nở nụ cười kỳ dị, không phải anh muốn tôi chết lắm sao, hiện nay chính là cơ hội của anh đấy. Nụ cười này lập tức khiến Đoạn Bằng kinh ngạc, mơ hồ có dự cảm không lành. Thế nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, cong cánh ai, chuẩn bị dùng cùi chỏ cực mạnh tấn công đè nát ngực Lục Vân. Thế nhưng không ngờ khuỷu tay còn chưa chạm vào Lục Vân thì đã bị một cú đánh trời giáng. Bịch! Đoạn Bằng quỳ xuống, tạo thành hai hố sâu trên sàn. Lục Vân thu hồi lòng bàn tay, vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn lắc đầu thất vọng nói, lúc xuống lầu, thấy anh kiêu ngạo nói rằng sẽ chỉ dạy tận tình cho Long Diệt Tuyết, tôi còn tưởng anh có năng lực lắm, hóa ra chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Đoạn Bằng không để ý tới Vương Đào nữa, vẻ mặt đầy kinh hãi. Anh ta chưa từng thấy Lục Vân ra tay, cũng không cảm nhận được nội lực trong cơ thể hắn. Anh ta tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là bát cơm mềm dựa vào Lạc Tiên Tử. Ai mà ngờ. Tên Lục Vân này lại là một cao thủ võ đạo. Đoạn Bằng có chút mơ màng, định đứng dậy nhưng vào lúc này, Lục Vân duỗi ra một ngón tay, ấn lên trên vai anh ta. Chính ngón tay tưởng chừng như mỏng manh này khiến cho Đoạn Bằng cảm nhận được sức mạnh như núi đè. Đoạn Bằng hoàn toàn bị thuyết phục. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
hóa ra mẹ nó không phải là mơ. Đây chắc hẳn là trận chiến vô ích nhất và ngắn nhất mà Đoạn Bằng từng trải qua kể từ khi trở thành võ giả. Đối thủ mới chỉ dùng một lòng bàn tay và một ngón tay, khiến cho anh ta phải quỳ xuống đầy yếu ớt. Thế nhưng với thực lực của Lục Vân, làm sao hắn có thể là một kẻ vô danh được? Thiên phú võ thuật của hắn còn đáng sợ hơn cả Lạc Tiên Tử. Đoạn Bằng thật sự không hiểu nổi. Lục Vân tự hộ nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, chậm rãi nói, trong giới võ tu, có người thích cao siêu, có người thích khiêm tốn. Còn tôi thuộc vế sau. Đoạn Bằng trầm mặc. Ý của Lục Vân là hắn không thích phô trương, cũng chưa từng bộc lộ thực lực và thiên phú của mình trong giới võ tu nên đương nhiên sẽ không để lộ tên tuổi trong giới. Nghĩ vậy cũng hợp lý. Đoạn Bằng cũng biết có một số cao thủ võ thuật sinh ra từ những vùng hẻo lánh của ngôi làng miền núi, âm thầm tập luyện hơn chục năm dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Sau khi những người này rời núi, bình thường đều quen giữ thái độ khiêm tốn nhưng một khi đã ra tay, kỹ năng của họ rất đáng kinh ngạc. Vũ Minh rất thiết tha đối với những nhân tài như vậy. Đoạn Bằng còn tưởng rằng mình đã đoán ra lai lịch của Lục Vân, cổ họng giật giật, Lục Vân, cậu có tài như vậy, nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Điều ngu ngốc mà Đoạn Bằng nói chính là có ý định chống lại Vương Đào. Tất nhiên một phần cũng là vì bản thân anh ta hy vọng Lục Vân đừng làm những chuyện quá đáng khác với anh ta. Nói thẳng ra, anh ta không muốn bị tra tấn quá nặng nề. Không ngờ Đoạn Bằng vừa nói xong, Lục Vân giơ đầu gối lên đánh vào mặt anh ta. Hai chiếc răng cửa đã rụng. Lục Vân lộ ra nụ cười vô hại, nói, việc ngu ngốc gì, định tính sao? Đoạn Bằng che cái miệng đầy máu, ngồi xổm trên mặt đất tìm răng. Hận thù ngập trời, nhưng không thể làm gì được. Lúc này, Vương Đào gầm lên, Đoạn Bằng, anh đang làm cái mẹ gì đấy? Vốn dĩ anh ta không phải là đối thủ của Diệp Vô Địch. Lúc Diệp Vô Địch lao tới, anh ta nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy đầu và chờ Đoạn Bằng giúp anh ta đối phó với Diệp Vô Địch. Thế nhưng cứ đợi mãi, anh ta đã bị đánh mấy phát nhưng Đoạn Bằng vẫn không tới cứu anh ta. Khi nhìn sang bên cạnh, anh ta thấy Đoạn Bằng đang ngồi xổm trên mặt đất và tìm kiếm thứ gì đó. Vương Đào tức giận đến mức lên tiếng chửi bới. Anh A vừa phân tâm một lúc liền bị Diệp Vô Địch đấm một phát vào mặt. Hơn nữa, Diệp Vô Địch cũng rất hung hãn. Sau khi tìm ra được sơ hở, cậu ấy liền dùng nắm đấm đánh vào mặt Vương Đào. Thằng khốn này ở đâu ra lại dám tấn công Vương Tiên Sinh và Đoạn Tiên Sinh vậy? Khi hiện trường đang hỗn loạn, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đột nhiên chạy vào và tức giận hét lên, dừng lại ngay. Người đàn ông trung niên này tên là Bành Quốc Hào, là chủ của nhà hàng hải sản này. Người quản lý nhà hàng trước đó không còn vào, được nữa sau khi bị Vương Đào đuổi đi. Ông ta đã nghe được mọi động tĩnh ở đây. Sau khi biết được hai bên xảy ra xung đột, người quản lý sợ chết khiếp vì dù sao anh ta chính là người đưa Lục Vân và Diệp Vô Địch đến đây. Thế nhưng trong hai nhóm người này, một người là người của Lạc Tiên Tử còn một người là cháu trai của Vương Nguyên. Anh ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào nên đành phải gọi điện cho sếp. Anh ta không có nhiều thời gian để giải thích, chỉ kịp nói có người đang đánh nhau với Vương Thiếu Gia trong phòng tiệc. Bành Quốc Hào vội vàng chạy tới nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy Vương Đào bị một thanh niên dồn vào góc, đánh đập dã man, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh. Đó lại còn là Vương Thiếu Gia. Hôm nay anh ta bị đánh ở nhà hàng, nếu không đưa ra lời giải thích thì làm sao Vương Gia có thể tha cho ông ta được. Một khi Vương Gia tra ra thì cho dù Bành Quốc Hào có chỗ dựa là Bạch Long Vương cũng vô ích, Bạch Long Vương sẽ không đắc tội với Vương Gia chỉ vì một bản hợp đồng. Mục đích hợp tác với Bạch Long Vương chỉ là giúp đỡ các thế lực cùng cấp bậc như Long Gia, Bành Gia và Đàm Gia trước đây. Cấp bậc của Vương Gia hiển nhiên cao hơn những gia tộc này. Cho nên Bạch Long Vương không thể giúp được. Vì thế khi Bành Quốc Hào nhìn thấy Vương Đào bị đánh dã man như vậy, toàn bộ đầu óc của ông ta như bị nhét vào máy xay sinh tố khiến ông ta đau hết cả đầu. Sau khi Diệp Vô Địch đánh Vương Đào một cách thô bạo, cậu ấy dường như trút hết nỗi sầu. Khi nghe thấy tiếng hét của Bành Quốc Hào, cậu ấy dừng lại. Cuối cùng, Vương Đào có cơ hội đứng dậy khỏi mặt đất. Trước đó anh ta bị đánh ôm lấy đầu. Khi anh ta ngẩng đầu lên, mọi người có mặt đều choáng váng. Bởi vì sau khi bị Diệp Vô Địch, mũi và miệng của Vương Đào bị chảy máu.
các đường nét trên gương mặt trông có tính lập thể hơn bình thường. Lục Vân nói đùa, xem ra Vương thiếu gia sinh ra là để bị đánh. Nhìn xem, hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là một lời nói đùa, nhưng lại chẳng buồn cười chút nào. Bành Quốc Hào liếc nhìn Lục Vân với ánh mắt âm trầm, ông ta tự hỏi liệu có phải thằng nhãi này điên rồi đúng không? Vậy mà cậu ta vẫn có thể cười được, có lẽ. Không biết bản thân mình đã chọc phải phiền toái. Ở thủ đô này, ai mà không biết Phương Đào kiêu ngạo, rõ ràng là đang tự đi tìm đường chết. Bành Quốc Hào vội chạy tới hỏi, Vương thiếu gia, ngài. Cút Phương Đào vô cùng không vui, Bành Quốc Hào còn. Chưa kịp nói hết đã bị đẩy ra, anh ta lao thẳng về phía Đoạn Bằng và tát một phát thật mạnh. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Anh ta không thể đánh bại Lục Vân và Diệp Vô Địch nên chỉ có thể tạm thời trút giận lên Đoạn Bằng. Đương nhiên Vương Đào cũng không đánh lại Đoạn Bằng nhưng Đoạn Bằng nào đánh trả. Anh ta dám chắc. Đương nhiên là không, Đoạn Bằng chỉ có thể im lặng nín nhịn. Sau khi tát Đoạn Bằng một cái, đương nhiên Vương Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhanh được. Anh ta chỉ vào Lục Vân và Bành Quốc Hào, nói với ông ta, người Bành ra đâu hết rồi. Sao không có ai tới đây? Mau giết thằng nhãi ngay. Sắc mặt của Bành Quốc Hào vô cùng khó coi, gật đầu nói, Vương thiếu gia, xin chờ một chút, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả thỏa đáng. Để thể sự chân thành của bản thân, Bành Quốc Hào không ngần ngại tận dụng cơ hội của Bạch Long Vương bởi vì ông ta biết rõ rằng nếu như khiến Vương gia bất mãn thì cho Bạch Long Vương có cho ông ta trăm cơ hội cũng sẽ vô ích. Dù sao Bạch Long Vương mới hợp tác với Bành gia không lâu, ông ta cảm thấy mình nên thể hiện thái độ gì đó cho nên liền tới rất nhanh. Hai tên có mắt như mù nào dám vô lễ với Vương thiếu gia. Nếu như hôm nay Bạch Long Vương tôi không nghiền nát bọn chúng thành cho bụi thì từ nay về sau, tôi sẽ đổi tên thành Thủy Long Vương. Bạch Long Vương lên tiếng đe dọa. Đối với Bạch Long Vương, việc giúp Phương Đào trút giận cũng là cơ hội để ông ta thể hiện thiện chí với Vương gia. Vì vậy, ông ta tích cực nhất có thể. Bạch Long Vương xứng đáng là tôn giả một phương, khí thế cực kỳ đáng sợ. Mỗi bước đi của ông ta như thể đánh sập nhà hàng khiến cho ức khách hàng ở tầng khác khiếp sợ. Đây chính là điều mà Bạch Long Vương muốn. Càng hung hăng thì lại càng thể hiện được trình độ của bản thân, điều này đương nhiên sẽ để L sâu sắc hơn trong lòng Vương Đào. Bạch Long Vương vội vã đến hiện trường. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt, ông muốn nghiền nát ai thành cho. Khi Bạch Long Vương nhìn kỹ hơn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Khí tức trên người liền bốc hơi như quả bóng bay thủng lỗ. Vân, Vân. Vân cái gì? Môi Bạch Long Vương run rẩy, khi sắp sửa nói bốn chữ, Vân Thiên Thần Quân ra miệng, thì ông ta bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén sượt qua, thân hình đột nhiên run lên. Đó là ánh mắt của Lục Vân. Ánh mắt sắc bén phảng phất như có uy lực trấn giữ linh hồn con người. Bạch Long Vương nhất thời cảm thấy khó thở, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Đây là khí thế của Vân Thiên Thần Quân. Bành Quốc Hào thấy ông ta chậm chạp không ra tay thì nhướng mày, hỏi chuyện gì vậy? Bạch Long Vương không trả lời. Ông ta quyết định giữ im lặng. Vừa rồi Lục Vân đột nhiên ngắt ngang lời nói của ông ta, rõ ràng là do hắn không muốn để lộ thân phận Vân Thiên Thần Quân. Bạch Long Vương không thể làm như không hiểu, cho nên ông ta quyết định im lặng một lúc lâu sau mới dùng biểu cảm phức tạp nói, Bành gia chủ, có vài chuyện không tiện nói ra. Cho nên việc hôm nay tôi sẽ không can thiệp vào hay là các người tự nghĩ cách giải quyết đi. Bành Quốc Hào không vui nói, Bạch Long Vương, đừng quên chúng ta đã ký hiệp ước, chẳng lẽ danh dự của ông lại không đáng một xu như vậy, thế thì sau này còn gia tộc nào dám hợp tác với ông nữa chứ? Lời nói vừa dứt, trên người Bành Quốc Hào đột nhiên phát lạnh. Chỉ thấy Bạch Long Vương đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn vào ông ta. Lạnh lùng nói, là ai cho ông lá gan dám nói chuyện với tôi như vậy? Sắc mặt Bành Quốc Hào lập tức trắng bệch. Lần hợp tác này là do bên Bành gia chủ động tìm tới Bạch Long Vương, chứ không phải là Bạch Long Vương chủ động đi tìm. Đối với Bạch Long Vương mà nói, số tiền mà ông ta kiếm được trước đó đã đủ ông ta tiêu xài suốt mấy đời, sở dĩ Bạch Long Vương vẫn đồng ý hợp tác với những gia tộc này, đơn giản chỉ vì bốn chữ, không chê tiền nhiều. Tiền đến thì có người nào chê chứ? Tất nhiên phải là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà điều kiện đầu tiên, cũng là điều kiện quan trọng nhất là phải còn mạng xài. Giờ ông mà đắc tội Vân Thiên Thần Quân, thì có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng có ích lợi gì đâu. Bành Quốc Hào thấy Bạch Long Vương đột nhiên phản bác lại cũng có chút chột dạ,
vừa rồi ông ta thật sự là quá gấp gáp, nhất thời không nhịn được mới nói ra lời mạo phạm Bạch Long Vương. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, ông ta không đắc tội nổi Uông Đào, đồng thời cũng không đắc tội nổi Bạch Long Vương đâu. Bành Quốc Hào, tôi tốt bụng khuyên ông một câu, chuyện không nên quản thì đừng quản, nếu vì nhỏ mà mất lớn sẽ hối hận không kịp. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Vân, trong hai mắt xẹt qua một tia cung kính, nhưng không có biểu hiện quá nhiều, ông chỉ hơi gật đầu rồi lui ra ngoài. Nếu thần quân điện hạ không muốn để lộ thân phận thì ông ta cũng không tiện quỳ lại gì, chỉ cần truyền đạt ý tôn kính cho hắn hiểu là được. Bành Quốc Hào lâm vào trầm tư. Câu vừa rồi Bạch Long Vương nói trước khi rời đi có ý gì? Vì nhỏ mất lớn, hối hận không kịp. Chẳng lẽ ông ta đang nhắc nhở mình, không nên vì lấy lòng Uông Đào mà đắc tội Lục Vân? Chẳng lẽ bối cảnh sau lưng thanh niên tên Lục Vân này còn khủng bố hơn cả Uông Đào sao? Bành Quốc Hào đoán không ra. Lúc này, quản lý nhà hàng ở bên cạnh ông ta thấp giọng nói, ông chủ, người tên Lục Vân này là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Bành Quốc Hào càng thêm rối rắm. Nếu Lục Vân chỉ là người đàn ông của Lạc Tiên Tử thì cùng lém chỗ dựa của hẳn chỉ là nhà họ Doãn, thực lực không? Chênh lệch mấy với nhà họ Uông? Vậy thì tại sao ông ta lại cảnh cáo mình đừng vì nhỏ để mất lớn? Chỉ khi bối cảnh sau lưng của Lục Vân còn lớn hơn cả nhà họ Uông, mới có thể giải thích được lời nói vừa rồi của Bạch Long Vương. Đột nhiên, Bành Quốc Hào nhận ra một vấn đề. Một nữ thần vừa có tài vừa có sắc như Lạc Tiên Tử sẽ coi trọng điểm nào trên người Lục Vân, chẳng lẽ cô sẽ để mắt đến hắn chỉ vì hắn có vẻ ngoài ưa nhìn? Chắc chắn phải có nguyên nhân gì khác. Trước đó tất cả mọi người, bất kể là Đoạn Băng hay là Uông Đào đều đang tự hỏi chỗ dựa của Lục Vân là ai, không hề có người nào có suy nghĩ ngược lại, với sự điên cuồng của Lục Vân bày ra, có lẽ là căn bản hắn không cần bất kỳ chỗ dựa nào. Đúng hơn là chỉ cần một mình hắn đã đủ lo liệu tất cả. Sau khi được Bạch Long Vương nhắc nhở, Bành Quốc Hào là người đầu tiên nghĩ theo hướng này, cả người nhất thời toát một lớp mồ hôi lạnh. Ông ta là người làm ăn, chắc chắn suy nghĩ của ông ta càng kinh tế hơn nhiều so với Uông Đào và Đoạn Băng. Cẩn thận đánh giá Lục Vân, lông mày ngay ngắn, ánh mắt sáng rực, đây rõ ràng là loại tự tin khắc sâu trong xương cốt, tuyệt đối không phải là loại kiêu ngạo do có được chỗ dựa. Vững chắc. Bành Quốc Hào suy nghĩ hồi lâu, sau đó dùng sắc mặt bình tĩnh tiến lên nói, ngài Lục tiên sinh, cậu Uông, thật ra hai người không cần tức giận như vậy đâu, có mâu thuẫn gì, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ giải quyết mà. Ông ta không đoán ra thân phận Vân Thiên Thần Quân của Lục Vân, bởi vì căn bản là ông ta không dám nghĩ theo hướng đó, ông ta chỉ đoán ra thân phận của Lục Vân không hề đơn giản như vẻ bên ngoài. Vì vậy, Bành Quốc Hào chỉ có thể cố gắng lựa lời. Hy vọng không xúc phạm đến bên nào cả. Ai ngờ lời ông ta nói vừa ra khỏi miệng, Uông Đào đã giận dữ đáp, từ từ giải quyết cái mẹ gì. Bành Quốc Hào, đây là cái kết quả hài lòng mà ông muốn cho tôi thấy đấy sao? Uông Đào từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp phải ủy khuất như vậy, làm sao có thể bình tĩnh ngồi xuống thương lượng được. Hôm nay hẳn ta nhất định phải làm thịt hai người này. Không, là ba người mới đúng. Còn cả con khốn kia nữa. Trên trán Bành Quốc Hào đầy mồ hôi, ông ta chưa từng gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, trong lòng không ngừng khóc lóc than thở. May mần thay, ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên mở miệng nói, cậu Uông, người đánh các cậu là tôi và Diệp Vô Địch, cậu cần gì phải làm khó ông chủ nhà hàng như vậy chứ? Làm sao, bình thường hống hách quen thói, hiện tại đá nhầm tấm sắt thì tìm chỗ chút giận sao? Nghe vậy, Bành Quốc Hào gần như bật khóc vì cảm kích. Vẫn là ngài Lục đây còn lý trí. Trong lòng ông ta càng thêm chắc chắn, người thanh niên tên Lục Vân này đúng là không phải hạng người tầm thường, có lẽ thật sự giống như Bạch Long Vương ám chỉ, bối cảnh sau lưng hắn còn khủng bố hơn cả nhà họ Uông. Nhưng mà sau khi Uông Đào nghe được lời này, lửa giận càng bốc cao thêm mấy thước, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân, tấm xe. Anh đúng là biết dán vàng lên mặt mình, rất nhanh thôi tôi sẽ cho anh biết như thế nào là sống không băng chết. Theo hắn ta thấy, Lục Vân không phải tấm sắt gì cả, cùng lém chỉ là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ cần người nhà họ Uông vừa đến, hẳn sẽ biết mùi vị cái chết đáng sợ như thế nào. Lục Vân thấy hắn ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại, thì chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn cười cười nói, cậu Uông này, nếu không thì tôi cho cậu một đề nghị.
Nghe nói cậu có một người anh trai tên là Uông Húc, từng là thiên tài của học viện võ đạo kinh thành, không bằng bây giờ cậu cứ gọi anh ta tới cho tôi thỉnh giáo một chút đi, được không? Tự tìm đường chết. Uông Đào còn ước gì hẳn nói thế, nhìn bộ dáng heo chết không sợ nước sôi của Lục Vân mà kiêu ngạo gọi điện thoại cho anh trai Uông Húc để kể lại đại khái sự việc. Chờ đó, Uông Húc chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tắt máy. Cho dù cách chiếc điện thoại người ta cũng có thể nghe ra, giọng nói của anh ta đã lạnh như băng. Uông Đào bỏ điện thoại vào túi, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra để ngồi chờ. Vẻ mặt huênh hoang cười đều. Thầm nghĩ, đến lúc hẳn ta đứng lên lần nữa sẽ là lúc Lục Vân chết đi. Ngài Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, bỗng nhiên có mấy bóng người đi vào, mấy bóng người này chính là đám người Long Thuyên, Long Xuyên, Long Tế, cùng với Long Diệp Tuyết. Họ vừa mới ở dưới lên nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy Lục Vân đi theo Diệp Vô Địch ra ngoài, họ cũng không nghĩ gì nhiều. Thẳng đến khi nhìn thấy Bạch Long Vương khí thế bừng bừng tiến thẳng vào nhà hàng, khí thế khủng bố kia làm cả nhà hàng đều thầm khinh hãi trong lòng. Cho nên mấy người Long Thuyên mới quyết định lên xem một chút. Lúc này mới lên tới nơi, quả nhiên Lục Vân ở chỗ này. Ngoại trừ Lục Vân ra, còn có ông chủ nhà hàng Bành Quốc Hào, cùng với Đoạn Bằng lúc trước vừa mới gây gỗ với bọn họ, cũng đang ở đây. Điều này chứng tỏ động tĩnh vừa rồi có liên quan đến Lục Vân. Chỉ là không biết vì cái gì, Bạch Long Vương vừa tạo ra động tĩnh lớn như vậy lại không có mặt ở đây. Chờ đã, người đàn ông ngồi trên ghế là ai? Uông Đào. Nhưng nhìn không giống lắm, rõ ràng Uông Đào xấu hơn người này nhiều. Nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra là Uông Đào với khuôn mặt bị đánh sưng vù. Người nhà họ Long lập tức nhận ra chuyện đang xảy ra. Chẳng lẽ Uông Đào bị Lục Vân đánh? Lục Vân trả lời, vừa lúc chứng thực suy nghĩ của bọn họ, không có gì, chỉ là tôi vừa xảy ra chút mâu thuẫn với người nhà họ Uông thôi. Thật sự là vậy. Câu trả lời của Lục Vân lập tức làm cho mồ hôi lạnh trên người đám người Long Thuyên thi nhau lăn xuống. Người này là Uông Đào, là người nổi tiếng giàu nhất kinh thành đó, đánh hẳn ta thành thế này rồi. Tuy bộ dáng này trông đỡ hơn bình thường một chút. Nhưng mà như vậy cũng không thể làm như không có việc gì xảy ra được. Hắn thật sự cho rằng có Lạc Tiên Tử làm chỗ dựa thì có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao. Ý nghĩ của mấy người Long Thuyên cũng giống như đám người Uông Đào. Sắc mặt Long Tế đột nhiên biến đổi nói, hồ đồ rồi ngài Lục à, chúng tôi biết bối cảnh của ngài rất cường hãn, nhưng mà bối cảnh của cậu Uông đây còn hơn như vậy nữa, ngài thật sự không nên đánh hẳn ta như vậy. Thật ra... Diệp Vô Địch muốn nói người đánh là cậu ta, loại rác rưởi như Uông Đào, vẫn chưa đủ tư cách khiến anh rể ra tay đâu. Chỉ là vừa định mở miệng đã bị Lục Vân phất tay cắt đứt. Mấy chuyện như thế này không cần phải giải thích nhiều, là Lục Vân dung túng cho Diệp Vô Địch ra tay, vì thế cũng không khác gì tự hẳn ra tay. Ai bảo chúng ta là một gia đình làm gì, Lục Vân rất bình tĩnh. Nhưng Long Tế bên kia lại đã bả đầu nhữ chân rồi, lặng lẽ kéo Long Xuyên ra ngoài cửa. Nhỏ giọng nói, anh à, chuyện này không ổn đâu, nhà họ Uông này không thể nào đắc tội được đâu. Rõ ràng là ông ta đang lo lắng, lửa giận của Uông gia sẽ lan đến nhà họ Long gia của bọn họ. Anh hiểu ý em, nhưng mà chuyện này chúng ta phải thương lượng lại với ba. Biểu cảm của Long Xuyên cũng không kém phần nghiêm túc, đến Long Tế còn có thể nghĩ tới thì làm sao ông ấy có thể không nhìn ra được. Hai anh em cũng nhanh chóng gọi Long Thuyên ra ngoài. Nghe xong ý tứ của bọn họ, sắc mặt Long Thuyên đột nhiên tối sầm, khiển trách, hai đứa là đồ vô ơn sao, đừng quên, là ngài Lục đây đã cứu mạng ba, hiện tại mấy đứa nói như vậy là có ý gì? Long Tế vội vàng giải thích ba, ba đừng vội mắng, ý của chúng con không phải là muốn trở mặt với ngài Lục mà ý chúng con chỉ là, tạm thời đừng lại gần ngài ấy quá. Lục Vân có Lạc Tiên Tử làm chỗ dựa, bọn họ nào dám dễ dàng trở mặt. Chỉ là muốn làm bộ cho người của nhà họ Uông xem, chứng tỏ chuyện này không hề liên quan gì tới nhà họ Long. Long Thuyên cau mày. Long Xuyên tranh thủ chen vào khuyên nhủ, ba, em ấy nói cũng có lý, cho dù ba không suy nghĩ vì bản thân thì cũng nên vì suy nghĩ vì cả nhà họ Long của chúng ta chứ. Không thể lấy tính mạng của nhiều người nhà chúng ta đi theo ngài Lục làm sang làm bậy. Những gì ông nói cũng không phải là cố tình nói quá lên. Trước kia đối thủ của bọn họ là nhà họ Đàm, nếu thua thì cùng lắm chỉ là ngậm ngùi rời khỏi sân, rời khỏi kinh thành, đâu tới nỗi người sống kẻ chết.
nhưng với nhà họ Uông thì khác. Uông lão gia tử Uông Nguyên là đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành, đắc tội với ông ta tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để ăn. Bởi vì không ai biết được sau này Uông Nguyên có lợi dụng quyền lực trong tay, thầm chuộc tội gì đó cho người nhà họ Long hay không, một khi bị ông ta đưa vào nhà tù rồi thì không phải sẽ trở thành cừu non mặc cho ông ta chém giết sao. Đây mới là chuyện mà hai người Long Xuyên Long Tế lo lắng nhất. Thật ra thì kẻ ác không đáng sợ, cái đáng sợ thật sự là người bảo vệ trật tự bắt đầu dương cao thanh kiếm chính nghĩa, lấy danh nghĩa trừ hại cho dân để làm ra chuyện ác. Cái đó mới là chuyện đáng làm người ta kinh sợ nhất. Long Thuyên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, im lặng một lát mới nói, chuyện này không cần nhắc nữa, trong lòng ba tự biết cân nhắc. Ba người lại trở về phòng tiệc, trong lòng người nào cũng có chút áp lực. Làm sao có thể Lục Vân không để ý tới mấy hành động nhỏ của bọn họ, chỉ là hắn không thèm để ý tới, dù bọn họ có nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng gì. Hôm nay rõ ràng Lục Vân muốn làm lớn chuyện. Ngược lại là Long Diệt Tuyết, cô ta dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Long Thuyên, hỏi ông nội, vừa rồi các ông ra ngoài thì thầm gì đó. Long Đồng lách đầu, không có gì, nhìn xem ngài Lục sẽ xử lý chuyện này như thế nào đi. Sau đó lại bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên từng đợt tiếng bước, chân nặng nề. Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp. Mỗi một bước đều giống như dẫm lên trái tim mọi người, bọn họ biết, nhân vật cấp thiên tài của nhà họ Uông, Uông Húc, đã tới. Tất cả mọi người vô cùng tự giác nhường ra một đường đi, từ đó lộ ra bóng dáng Uông Húc. Đó là một thanh niên ước chừng 27, 20 ám tuổi, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày vô tình toát ra vẻ ngạo nghễ. Đen so sánh diện mạo của Uông Đào không khác gì, một bên là trời một bên là đất. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài cùng với khí chất này, chắc chắn sẽ không có người nào tưởng tượng được, thanh niên này lại là anh em ruột của kẻ nổi tiếng xấu xí nhất kinh thành. Vương Húc là thiên tài của Vương gia. Sau khi đột phá hóa cảnh, anh ta vẫn chưa đến 23 tuổi, từng được ca ngợi là thiên tài số 1 trong giới võ U. Sau khi Vương Húc tốt nghiệp Học viện Võ thuật Thủ đô, anh ta vẫn luôn là truyền thuyết của trường. Mãi cho, đến khi Lạc Tiên Tử xuất hiện, anh ta mới bị tước bỏ danh hiệu thiên tài số 1 đó. Cách đây rất lâu, trong giới võ tu từng có một tin đồn rất hay nói rằng sự ra đời lần lượt của hai thiên tài chính là sự an bài của ông trời, bọn họ chính là một cặp trời sinh. Nhắc tới Vương Húc và Lạc Tiên Tử. Quả thực Vương Húc đã gặp Lạc Tiên Tử. Lần đầu tiên khi gặp cô, anh ta đã rất kinh ngạc. Cô rất xứng với danh hiệu tiên tử, tự nhiên trong lòng anh ta cũng cảm thấy rung động. Thế nhưng Lạc Tiên Tử không có ý nên anh ta cũng không thể ép buộc. Vừa rồi khi anh ta nhận được điện thoại của em trai Vương Đào nói rằng mình bị đánh, Vương Đào không nói người đánh là Diệp Vô Địch mà lại cố ý nhấn mạnh hắn là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Hận thù lại càng tăng mạnh. Vì thế sau khi Vương Húc đến, anh ta hỏi Vương Đào. Sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Vân, ánh mắt của anh ta giống như hai thanh kiếm sắc bén phóng thẳng về phía Lục Vân. Cậu chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Vương Húc cắn chặt răng nhấn mạnh người đàn ông. Lục Vân cười nói, anh đã biết rồi còn hỏi lại làm gì? Có muốn nghe tôi kể chi tiết chuyện tình cảm với Lạc Tiên Tử không? Vương Húc nheo mắt lại, sát ý tuôn ra như nước lũ. Sức sát thương của những lời nói này đối với anh ta còn mạnh hơn cả sau khi biết em trai mình bị đánh. Đoạn Bằng bị gãy hai chiếc răng cửa ngồi trong góc cũng đang nghiến răng nghiến lợi. Khi anh ta cắn chặt răng, hai lỗ răng lập tức chảy máu, có thể thấy rằng anh ta hận Lục Vân đến mức nào. Có thể nói rằng anh ta chính là người hiểu rõ tâm trạng của Vương Húc nhất. Bởi vì cách đây không lâu, Lục Vân không ngừng kích thích anh ta, gần như sắp phá hủy tinh thần của anh A đến nơi. Trong mắt Vương Húc hiện lên sát ý, anh ta đến gần Lục Vân và nói, lúc nãy, cậu nói với em trai tôi rằng muốn đến xin chỉ dạy. Hiện tại tôi đã tới đây, cậu muốn xin chỉ dạy như thế nào? Ý tưởng muốn giết Lục Vân của anh ta càng ngày càng mạnh mẽ nhưng tốt nhất là nên dập tắt sự kiêu ngạo của hắn trước khi giết chết hắn. Bởi vì ánh mắt của hắn khiến cho Vương Húc cảm thấy rất không vui. Ánh mắt của Lục Vân cũng không hung hãn lắm, trái lại trong ánh mắt hắn tràn ngập sự bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh này khiến cho Vương Húc cảm thấy không vui. Điều anh ta muốn thấy là Lục Vân lộ vẻ mặt sợ hãi. Loại bình tĩnh này khiến cho người ta có cảm giác Lục Vân đã nắm chắc phần thắng, nhìn Vương Húc như một thằng hề.
nên đương nhiên là anh ta không vui. Vì thế khi anh ta đến gần Lục Vân, uy áp trên người anh ta tỏa ra ngày càng nhiều, nội lực dung chuyển như thể nóng lòng muốn bộc phát. Tu vi hiện tại của anh ta đã ở hóa cảnh hậu kỳ. Mới 27 đến 28 tuổi đã đến giai đoạn hóa cảnh hậu kỳ, khả năng thiên phú này không thể coi thường. Đối mặt với sự hung hãn của Vương Húc, Lục Vân vẫn thản nhiên như thường, cười nói, tôi muốn xin chỉ dạy nhưng không phải bây giờ. Vương Húc cau mày, vậy là sao? Chúng ta chiến một trận sinh tử đi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đánh một trận sinh tử. Về phần địa điểm diễn ra trận chiến, cứ chọn trường cũ của anh đi, Học viện Võ Thuật Kinh Thành. Không cần thiết. Vương Húc lắc đầu, hiện tại tôi có thể giết cậu ngay lập tức. Anh không muốn chứng minh bản thân à? Vương Húc sửng sốt, chứng minh cái gì? Lục Vân cười nói, chứng minh anh ưu tú hơn tôi. Chứng minh Lạc Tiên Tử chọn tôi là một quyết định sai. Bầu không khí chợt yên lặng trong thoáng chốc. Khóe miệng Vương Húc khẽ nhếch nhưng sát ý trên người vẫn không hề suy giảm. Anh ta nói, cậu rất thú vị nhưng tôi không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại đưa ra chủ ý như vậy. Cậu không sợ danh tiếng của bản thân bị hủy hoại sao? Nếu như bây giờ Vương Húc giết Lục Vân thì đoán chừng sự tình sẽ không lan đi quá rộng, nhưng nếu như hai người thống nhất trận chiến sinh tử vào 3 ngày sau thì 3 ngày này quá đủ để nó lan đi xa. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ kinh thành sẽ biết về canh bạc này. Dù sao một người là thiên tài trong giới võ tu, còn một người là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Hai danh hiệu này đều cực kỳ bắt mắt. Canh bạc của bọn họ đã định sẵn sẽ gây sóng to gió lớn ở kinh thành. Nếu như Lục Vân chết trong tay Vương Húc thì danh dự của hắn sẽ bị hủy hoại trước vô số người. Lục Vân trả lời, anh nói cũng có lý nhưng tại sao anh lại cho rằng tôi là người thua cuộc? Con người của Vương Húc co rút lại. Nếu như người thua cuộc không phải là Lục Vân, chẳng lẽ lại là Vương Húc ư? Cậu tự tin thật, Vương Húc cười nhẹ, sát ý trên người anh ta cũng dần lắng xuống, chứng tỏ anh ta đã đồng ý với cách của Lục Vân. Tuy nhiên Vương Đào lại hét lên với vẻ không vui. Anh không thể nghe lời cậu ta như vậy được. Nhất định tên này muốn trì hoãn thời gian. Ai mà biết được 3 ngày sau, cậu ta sẽ trốn đi đâu? Cũng có lý. Vương Húc khẽ trầm ngâm, đột nhiên quay đầu hỏi Long Thuyên, có vẻ như ông rất quan tâm đến thằng nhãi này, cậu ta với Long Gia có quan hệ gì? Chúng tôi. Long Tế đang định nói rằng Long Gia không có quan hệ gì với Lục Vân nhưng vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Long Thuyên đã ngắt lời ông ta. Cô nói đi, Vương Húc chỉ vào Long Diệc Tuyết và nói. Sở dĩ anh ta cho rằng Long Gia có quan hệ gì đó với Lục Vân là vì trước đó anh ta đã nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Long Diệc Tuyết. Sự lo lắng này xuất hiện vào lúc Vương Húc phóng ra sát ý hướng về Lục Vân. Điều này chứng tỏ Long Diệc Tuyết rất quan tâm đến Lục Vân. Sắc mặt của Long Diệc Tuyết cứng đờ khi thấy Vương Húc chỉ vào mình. Cô ấy cảm thấy cánh tay của mình như thể bị ai đó kéo lại. Khi cô ấy quay lại thì thấy đó là cha mình, Long Xuyên. Long Xuyên khẽ lắc đầu, dường như ông ấy muốn truyền đạt điều gì đó cho Long Diệc Tuyết. Long Tuyết hiểu ý của ông ấy nhưng trong lòng cô ấy lại lạnh lẽo. Rõ ràng, Long Xuyên muốn Long Diệc Tuyết phủ nhận mối quan hệ giữa Long Gia với Lục Vân. Long Diệc Tuyết nhìn sang Long Thuyên. Tuy rằng Long Thuyên không có biểu hiện gì nhưng từ vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta, cô ấy có thể thấy được Long Thuyên cũng đang do dự với chuyện này. Bản chất của Long Thuyên không phải là người vô ơn, hơn nữa ông ta cũng rất yêu quý Long Diệc Tuyết. Điều này có thể thấy rõ qua việc ông ta không đồng ý gả Long Diệc Tuyết cho Lâm Gia để đổi lấy sự ổn định cho Long Gia. Thế nhưng như hai anh em Long Xuyên và Long Tế từng nói, nay đã khác xưa, chuyện này mang ý nghĩa rất quan trọng. Cho dù ông ta không nghĩ cho bản thân mình nhưng cũng vẫn nên nghĩ đến mạng sống của những người khác trong Long Gia. Thân là gia chủ Long Gia, Long Thuyên không thích hợp trả lời một số vấn đề, một mặt ông ta không muốn để Lục Vân cảm thấy mình là kẻ vô ơn. Mặt khác, câu trả lời của ông ta cũng đại diện cho bộ mặt của Long Gia. Nếu như Long Thuyên nói rằng không có quan hệ gì với Lục Vân thì có nghĩa là Long Gia đắc tội với Lục Vân. Nhưng nếu như để Long Diệc Tuyết trả lời thì sau này có thể giải thích là Long Diệc Tuyết còn trẻ tuổi, ngu dốt, sợ bị liên lụy nên mới trả lời là không có quan hệ gì với Lục Vân. Thực ra, chuyện này ai cũng rõ. Long Thuyên cũng biết rằng sau khi Lục Vân nghe xong, hắn nhất định sẽ không tin, nhưng loại kỹ thuật ngoài mặt này từ lâu đã trở thành truyền thống của Long Quốc.
tôi muốn từ chối anh nhưng tôi sẽ không nói thẳng ra điều đó mà sẽ dùng các cách khác. Cho dù anh có trách móc thì tôi cũng có thể giải thích là chính anh là người suy nghĩ quá nhiều, tôi không hề cố ý. Một cách giao tiếp rất thâm sâu. Nhìn thấy thái độ của ông nội như vậy, Long Diệp Tuyết lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Đây là lần thứ hai cô ấy thất vọng về gia đình mình. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy thất vọng hơn cả lần đầu. Chí ít lần trước ông nội còn có lý nhưng lần này, ngay cả ông nội cũng bắt đầu giả vờ bối rối. Sau khi im lặng một hồi, Long Diệp Tuyết buồn bã cười đáp, Lục tiên sinh là ân nhân của Long gia. Trước đây khi ông nội tôi bị bệnh nặng, chính Lục tiên sinh là người đã chữa khỏi bệnh cho ông. Nghe vậy, sắc mặt của các thành viên Long gia đều thay đổi rõ rệt. Trong mắt Long Xuyên hiện lên một tia khắc nghiệt. Còn Long Tế và vợ của ông ta là Phương Mẫn tỏ vẻ bực bội. Ngay cả Long Thuyên vốn chưa có biểu cảm gì rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm cũng hơi tối sầm lại. Thấy vậy, Vương Húc nhìn thẳng vào mắt Long Diệp Tuyết, sau đó quét qua đám Long Xuyên và Long Tế với ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói, một đám người già sống lâu như chó còn chẳng gan dạ bằng một cô gái. Sắc mặt của mấy người đó lại thay đổi. Vương Húc lại quay về phía Lục Vân, tự tin nói, nếu như ba ngày sau không gặp thì tôi sẽ giao cho Long ra đi làm nhiệm vụ. Vương Đào, chúng ta đi thôi. Mặc dù Vương Đào không muốn làm thế, anh ta chỉ muốn chém Lục Vân thành trăm mảnh ngay lập tức nhưng vì anh trai đã nói vậy nên anh ta chỉ đành mang theo hận thù rời đi. Để cho mày sống thêm ba ngày nữa. Ba ngày sau, ao sẽ tận mắt nhìn mày chết. Vương Đào nghiến răng nghiến lợi, nói những lời gay gắt với Lục Vân rồi rời đi với anh trai. Sau khi hai anh em Vương ra rời đi, đương nhiên Đoạn Bằng cũng không ở lại nữa. Trước khi đi, anh ta còn để lại cho Lục Vân một lời nhắn tàn nhãn, tôi khuyên cậu nên quay về báo cho Lạc tiên tử chuẩn bị sẵn quan tài đi. Kết quả, Lục Vân chỉ nhìn chằm chằm anh ta, Đoạn Bằng lập tức mất đà, chán nản ôm hai chiếc răng cửa đã gãy rời đi. Đường đường là giảng viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành nhưng hôm nay anh ta thực sự là một kẻ hèn nhát đến cùng cực. Chuyện đã kết thúc. Trong số những người còn ở lại, sắc mặt của Long gia là xấu nhất. Tim của họ như thể chìm xuống đáy. Rõ ràng là Lục Vân điên rồi, dựa vào đâu mà Long gia phải dọn dẹp chứ? Lại còn Long Diệp Tuyết được ông cụ yêu quý nữa, lẽ ra nên gả cô ta đến Lâm gia mà không nói cho cô ta biết ông cụ bị bệnh nặng. Thật là một tai họa. Long Thuyên hơi do dự một chút, sau đó tiến lên nói. Lục tiên sinh, Vương Húc kia không hề dễ đối phó. Tôi sẽ sắp xếp một nơi yên tĩnh để ngài bình phục. Lục Vân liếc nhìn ông ta, mỉa mai nói, ông cụ Long, ông thật tốt bụng. Lục Vân cười lạnh trong lòng. Hắn làm sao không hiểu lão già này đang nghĩ gì. Ông ta sợ hắn trốn thoát, Vương Húc sẽ trút giận lên Long gia. Long Thuyên tựa hồ không hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của Lục Vân, nói, Lục tiên sinh chính là vị cứu tinh của Long gia, đương nhiên chúng tôi không muốn ngài thua cuộc. Muốn đấu với Vương Húc, việc điều chỉnh lại trạng thái rất quan trọng. Đừng ra vẻ đạo đức giả nữa, tôi đã nói sẽ đấu một trận với Vương Húc thì tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi hiểu lòng tốt của ông nhưng không cần nữa đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Long Thuyên hơi thay đổi. Lục Vân nhìn chủ nhà hàng Bành Quốc Hào và ra hiệu cho ông ra ngoài. Bành Quốc Hào rất khôn ngoan, đuổi toàn bộ nhân viên phục vụ ra ngoài. Thấy Long gia vẫn không chịu rời đi. Lục Vân cau mày nói, sao vậy, vẫn muốn giám sát tôi đến tận ngày trận đấu diễn ra sao? Lục tiên sinh hiểu lầm rồi. Vậy thì rời khỏi đây đi. Trước đây, Lục Vân có ấn tượng khá tốt với Long Thuyên nhưng bây giờ hắn cảm thấy thế giới này tối tăm như quả. Mặc dù một người có tính cách thất thường đến đâu thì khi nào thấy được điểm nào có lợi cho mình, họ sẽ đưa ra một số quyết định đi ngược lại với chính mình, với mong muốn riêng của bản thân. Điều này có thể hiểu được, thế nhưng như vậy chẳng vui chút nào. Lục Vân chưa từng tỏ ra lịch sử với những thứ hay người khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Tiếng quát lạnh lùng này khiến cho mặt Long Thuyên cứng đờ. Trong lòng ông ta cũng có cảm giác không hài lòng. Nhưng sau khi nhìn Lục Vân, thân thể già nua của ông ta đột nhiên run lên. Sự bất mãn trong lòng ông ta lập tức biến thành một làn sóng chấn động. Ánh nhìn đó như thể một vị vua nhìn xuống thiên hạ của mình, tràn ngập vẻ uy nghiêm không thể cưỡng lại. Chỉ cần liếc nhìn qua một cái, máu trong cơ thể Long Thuyên dường như đã đông cứng lại. Thế nhưng Long Thuyên cũng là tôn giả một phương.
Lẽ ra ánh nhìn này không nên xuất hiện ở một chàng trai trẻ mới ở độ tuổi đôi mươi. Quá kinh khủng. Cuối cùng mấy người nhà họ Long vẫn lui ra ngoài. Phòng tiệc lầu ba lớn như vậy chỉ còn lại ba người. Lục Vân, Diệp Vô Địch, cùng với Lưu San San. Lục Vân nhìn hai người một cái, nói, bây giờ yên. Tính rồi, hai người có chuyện gì muốn nói riêng không? Nếu có thì tôi sẽ ra ngoài. Thấy bọn họ không trả lời, Lục Vân cũng thấy có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tự giác đi vào một góc đằng xa, nơi đó vừa hay có một hàng cửa sổ, vừa tránh mặt cho hai người nói chuyện vừa có thể ngắm cảnh. Diệp Vô Địch và Lưu San San chỉ nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Diệp Vô Địch bị cắm sừng, mà Lưu San San cũng đã thấy rõ thái độ của Uông Đào. Hiện giờ tâm trạng hai người vô cùng tệ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Lưu San San mở miệng trước, Vô Địch, em xin lỗi. Lại xin lỗi. Diệp Vô Địch vừa nghe được hai chữ này, tâm trạng lại thêm phần phiền não, đờ đẫn lắc đầu, em không cần phải xin lỗi anh, mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, trong mục tiêu của em, anh không giúp được gì cả, cho nên anh cũng không có tư cách gì trách em. Nói vậy là anh tha thứ cho em, ánh mắt Lưu San San sáng lên. Diệp Vô Địch thoải mái nói, anh không quan tâm chuyện lúc trước nữa. Anh cũng đã tha thứ cho em, nhưng tha thứ rồi, không có nghĩa là chúng ta có thể quay lại như cũ, từ nay về sau, chúng ta mỗi người đi một ngẽ. Vừa rồi khi Uông Đào nói muốn giết Diệp Vô Địch, Lưu San San đã cầu xin thay Diệp Vô Địch, còn bởi vậy mà bị Uông Đào tát một cái. Điều đó chứng minh trong lòng Lưu San San vẫn còn chỗ cho Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch vốn đã không còn hận cô ta nữa, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là không hận nữa mà thôi. Quay lại yêu đương với Lưu San San là chuyện không thể nào. Lưu San San vì cậu ta mà bị Uông Đào đánh, mà cậu A cũng đã vì Lưu San San mà đánh Uông Đào một trận, bù trừ qua coi như hòa nhau, còn chuyện cắm sừng, bây giờ dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Cứ đơn giản dừng lại ở đây đi. Ánh mắt Lưu San San ảm đạm xuống, trong lòng cô cũng biết, cô không còn cơ hội nào quay lại với Diệp Vô Địch nữa rồi. Cô ta cảm thấy mình không xứng. Vô Địch. Bối cảnh Uông Đào rất hùng hậu, thật sự không phải người anh có thể chọc được, nghe em khuyên một câu được không, nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đừng quan tâm gì cả, có thể chạy bao xa thì cứ chạy đi. Lúc nãy ở đây toàn là mấy nhân vật lớn, Lưu San San căn bản không có tư cách xen vào, mà hiện tại chỉ còn lại cô và Diệp Vô Địch cho nên cuối cùng cô cũng có cơ hội nói ra suy nghĩ nội tâm của mình. Nếu để anh vì em mà phải chết trong tay Uông Đào, em sẽ ân hận cả đời. Đến bây giờ Lưu San San vẫn cho rằng việc này là do mình gây ra nên sau khi liên lụy đến Diệp Vô Địch, cô cảm thấy rất áy náy. Diệp Vô Địch lại lắc đầu nói, anh không đi đâu hết, anh muốn ở lại đây với anh rể, anh tin anh ấy sẽ giải quyết được chuyện này. Tuy rằng cậu ta không thể làm gì, nhưng lúc này tuyệt đối không có thể nào chạy trốn. Ít nhất là bên cạnh cậu ta còn có một anh rể châu bò. Lưu San San cầu xin nói, Vô Địch. Em biết chúng ta không thể quay lại với nhau, nhưng anh có thể nghe lời khuyên của em lần cuối được không? Không phải trước đây anh rất nghe lời em sao? Rõ ràng hiện tại giá trị thù hận của cậu Uông đã chuyển sang cho Lục Vân, nếu Diệp Vô Địch muốn chạy trốn chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn Lục Vân. Chết một người còn tốt hơn chết hai người. Suy nghĩ của Lưu San San thật sự ngây thơ như vậy. Diệp Vô Địch cắt ngang lời cô ta nói, em không cần nói nữa. Đừng nói tới anh chắc chắn không thể chết, mà cho dù có chết anh cũng không bỏ rơi anh rể ở lại một mình. Vô Địch, câm miệng đi. Diệp Vô Địch mất kiên nhẫn quát một tiếng, lập tức làm Lưu San San chấn động. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, trong lòng Diệp. Vô Địch lại mềm ra, không nhịn được nói, em thật sự không cần lo lắng cho anh, bởi vì anh rể của anh thật sự rất lợi hại, hơn nữa anh ấy chính là Vân Thiên Ti Quân. Vân Thiên Thần Quân. Bốn chữ này vừa dứt lại khiến Lưu San San ngây người tại chỗ. Hai người nói xong chưa? Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên đi về hướng Diệp Vô Địch, hỏi. Diệp Vô Địch gật đầu. Hai người rời khỏi nhà hàng hải sản. Diệp Vô Địch dùng vẻ mặt áy náy nói, anh rể, thực xin lỗi. Hả, bây giờ câu, xin lỗi, thành trend rồi hả? Lục Vân sửng sốt một chút nói, vì sao phải nói xin lỗi với tôi? Vì em vừa mới nói cho Lưu San San biết thân phận của anh. Diệp Vô Địch còn nhớ rõ Lục Vân đã nói, không thể tùy tiện để lộ thân phận của hắn, nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của Lưu San San,
cậu ta thật sự không nhịn được. Diệp Vô Địch đã chuẩn bị tỉnh thần bị Lục Vân mắng một trận. Ai ngờ Lục Vân lại không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói tôi nghe thấy rồi, anh nói như vậy chưa chắc gì Lưu San San sẽ tin tưởng, cho dù Lưu San San có tin, cô ta nói ra ngoài có khi cũng không có người nào tin. Vân Thiên Thần Quân là người như thế nào? Trong mắt người Long Quốc, hắn chính là tồn tại cấp thần. Bọn họ tình nguyện tin mặt trời mọc ở phía tây, heo. Nái biết leo cây, đàn ông có ba chân, phụ nữ không bao. Giờ nói chuyện, còn hơn tin Vân Thiên Thần Quân chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nếu không thì mỗi lần Lục Vân để lộ thân phận cũng không có nhiều người khiếp sợ như vậy. Lục Vân nói tiếp, tên khỉ nhà anh đúng là có khí phách quá nhỉ, may mà không biến thành một tên dại gái, cách anh giải quyết chuyện vừa rồi không tệ đâu. Còn nữa, đúng là tôi không có nhìn lầm người, biết rõ mấy ngày tới Kinh Thành sẽ nghênh đón một trận giông bão nhưng anh vẫn kiên định lựa chọn đứng trên cùng một chiến tuyến với tôi, đúng là nghĩa khí mà. Diệp Vô Địch nhìn không được nói, anh rể, không phải vừa rồi anh tránh đi rồi sao? Tôi tránh đi thật, trách tới chỗ cửa sổ trong góc lận mà, nhưng mà là người thì có ai không có chút lòng hiếu kỳ chứ, tôi chỉ là bất cần nghe được vài câu mà thôi. Như vậy mà còn nói là vài câu. Vừa rồi câu ta và Lưu San San nói được mấy câu đâu chứ? Có phải vừa rồi hắn gắn nguyên máy thu âm bên tai để nghe lỏm cuộc trò chuyện của bọn họ đúng không? Vậy mà còn cố tình ra vẻ tránh mặt làm cái quái gì? Tại nhà họ Long, bầu không khí hiện tại đang vô cùng áp lực. Quỳ xuống. Đột nhiên, tiếng một bàn tay vỗ lên trên bàn gỗ ầm, cùng với tiếng quát lớn đồng thời vang lên. Người đập bàn là Long Xuyên. Người bị mắng là Long Diệt Tuyết. Long Diệt Tuyết đứng giữa đại sảnh, xung quanh là nhóm người đến từ các nhánh nhỏ của nhà họ Long, tất cả đều dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Diệt Tuyết, như thể cô chính là tội nhân của nhà họ Long. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này trên người Long Diệt Tuyết nhất định đã đủ loại vết thương. Nghe thấy Long Xuyên quát to, khuôn mặt xinh đẹp của Long Diệt Tuyết hơi trắng bệch, nhưng vẫn cuột cường cắn chặt môi nói, con không sai, vì sao phải quỳ? Con không sai, con còn nói con không sai. Thím Phương Mẫn lập tức nhảy ra chỉ vào mũi Long Diệt Tuyết mắng, không phải người tên Lục Vân kia, là do cô mang về nhà họ Long chúng ta sao? Không phải vừa rồi ở nhà hàng cô mới nói chúng ta với hắn có liên quan sao? Cô nghĩ cô đúng ở chỗ nào? Lời của Phương Mẫn vừa ra khỏi miệng lập tức châm ngòi lửa giận trong lòng mọi người nhà họ Long bùng lên, dùng ánh mắt càng thêm thù hận nhìn chằm chằm Long Diệt Tuyết. Tuy bọn họ đều là người của nhà họ Long, nhưng mấy gia tộc lớn kiểu này chắc chắn không thể nào quản lý được hết các nhánh con cháu càng ngày càng nhiều bên ngoài, đấu đá nội bộ là điều không thể nào tránh khỏi. Trước kia thấy Long Diệt Tuyết được lão gia tử yêu thích, bọn họ vô cùng ghen tị. Nhưng có thể thấy hành vi hôm nay của Long Diệt Tuyết đã chọc lão gia tử không vui, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tốt nhất là thừa dịp này, triệt để đánh tan sự yêu thích của lão gia tử đối với Long Diệt Tuyết. Bởi vậy sau khi Phương Mẫn mở miệng, mọi người xung quanh cũng nhao nhao chỉ trích cô ấy. Hùng hổ như thể họ chỉ hận không thể dùng gậy đánh chết Long Diệt Tuyết. Long Diệt Tuyết cắn răng, thân thể mềm mại thoáng có chút run rẩy, nhưng so với lần mấy người này nói muốn gả cô ấy cho nhà họ Lâm thì đỡ hơn nhiều. Mỗi lần gặp khó khăn sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn. Cho nên Long Diệt Tuyết không nóng giận làm ầm lên mà chỉ lạnh lùng nghe bọn họ chỉ trích, thẳng đến khi tiếng ồn ào dần dần lắng xuống, cô mới cười lạnh trả lời một câu tiểu nhân mặt dày không biết xấu hổ. Mày nói gì? Long Diệt Tuyết mày có phải điên rồi không? Bọn tao là trưởng bối của mày đó, mày dám mắng bọn tao là tiểu nhân mặt dày không biết xấu hổ sao? Là ai dạy mày nói mấy lời mất dạy như vậy? Theo tôi thấy là nó không hề để nhà họ Long chúng a vào mắt. Cho nên lúc ở nhà hàng mới ước gì chúng ta dính vào cùng một chỗ với tên điên Lục Vân kia đó. Mọi người vốn đã mắng mỏi miệng rồi, ai ngờ giờ lại bị câu nói của Long Diệt Tuyết làm kích động lần nữa, lại bắt đầu tuôn ra một tràng mắng chửi hăng đến mức. Nước miếng tung bay đầy nha. Khuôn mặt của Long Xuyên cũng đã đen thui, gân xanh nổi lên, tức giận quát một tiếng, thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, cha cho con một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống. Không quỳ. Long Diệt Tuyết vẫn kiên trì như cũ. Long Xuyên đập một cái khiến cái bàn gỗ vỡ vụn, sau đó đứng dậy sải bước đi về phía Long Diệt Tuyết, giơ tay lên muốn tát cô ấy. Long Diệt Tuyết không trốn.
ngược lại càng quật cường ngẩng mặt lên, nhìn thẳng Long Xuyên nói, cha tát đi. Y cần. Long Xuyên giận đến mức bàn tay run run, nhưng cuối cùng vẫn không tát xuống, bởi vì ông ấy nghĩ đến lần trước, Long Diệp Tuyết cũng có thái độ như vậy. Mẹ Long Diệp Tuyết vội vàng chạy tới kéo Long Xuyên ra. Long Diệp Tuyết quét nhìn đám người đang phẫn nộ xung quanh, cười lạnh nói, ngài Lục đúng là do tôi mời đến nhà họ Long, nhưng không biết, mời ngài Lục tới đây để trị bệnh cho ông nội sao, thế thì tôi có gì sai. Lúc trước ông nội bệnh nặng, chỉ còn nửa bước nữa thôi là đã về Tây Thiên Cực Lạc, là ngài Lục đã cứu ông nội, cho nên lúc nấy ở nhà hàng tôi nói ngài Lục là ân nhân của nhà họ Long chúng ta thì có gì sai. Ngài Lục là ân nhân của chúng ta, nhưng các người lại vì lo lắng lửa giận của nhà họ Uông sẽ lan đến chỗ mình nên cố tình giấu giếm ân cứu mạng của ngài Lục đối với nhà họ Long này, tôi mắng các người là không biết xấu hổ có gì sai. Lúc nãy ở nhà hàng, nghe Uông húc hỏi, các người ai nấy đều giả điếc giả câm, không phải cũng vì sợ nói ra sẽ đắc tội ngài Lục, cho nên mới cho tôi đứng ra gánh trách nhiệm sao? Tôi chỉ trình bày sự thật mà thôi, kết quả lại bị các người chỉ trích như vậy. Đã vậy tôi mắng các người tiểu nhân mặt dày có gì sai? Nếu các người có bản lĩnh thì tới chỗ ngài Lục, nói cho hắn biết, các người muốn vạch rõ giới hạn với hắn đi, làm gì phải ở chỗ này chút giận lên người một cô gái như tôi, như vậy là có bản lĩnh lắm sao? Nghe Long Diệp Tuyết liên tiếp hỏi ngược lại làm đám người nhà họ Long câm nín. Sở dĩ bọn họ rơi vào tình thế khó xử này là vì không muốn đắc tội nhà họ Uông cũng như Lục Vân. Cuối cùng chỉ có thể giả câm giả điếc để Long Diệp Tuyết đi ra đỡ đạn. Kết quả cách Long Diệp Tuyết trả lời không hề hợp ý bọn họ, cho nên giờ cả đám mới bắt đầu chút giận lên người Long Diệp Tuyết. Đúng là gia đình tổ ngang sao điển hình mà. Ở ngoài thì rất ngoan ngoãn, thậm chí không dám nói gì khi người khác bắt nạt mình, nhưng ở nhà lại rất kiêu ngạo và thậm chí vô lý. Đám người Phương Mẫn bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời, lúc này Long Tế lại đứng ra nói, Diệp Tuyết. Chúng ta biết những lời con nói đều là sự thật, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể xét đúng hay sai, mà cách lựa chọn mới là điều quan trọng nhất. Lục Vân đắc tội nhà họ Uông, hắn có thể sẽ chết, nhưng cũng có thể sẽ được nhà họ Doãn bảo vệ, còn nhà họ Long chúng ta thì không giống vậy, nếu chọn sai phe thì ai sẽ bảo vệ chúng ta? Là Lục Vân sao, e là ngay cả bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn được đói. Long Diệp Tuyết lắc đầu nói, đó là quan điểm của các người. Theo tôi thấy, đúng chính là đúng, sai chính là sai, hai, sao con lại dại dột như vậy chứ? Long Tế thở dài một tiếng, biết là không thể tranh luận gì với Long Diệp Tuyết, vì thế ông ta đi tới trước mặt Long Thuyên đang im lặng không nói lời nào. Ba, vì sao vừa rồi ở nhà hàng ba không cho chúng con dám thị Lục Vân, lỡ như hắn thật sự chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Những người khác trong đại sảnh cũng nhìn về phía lão gia tử. Bọn họ cũng không hiểu. Rõ ràng Uông Húc đã nói, nếu Lục Vân bỏ chạy, anh A sẽ lấy nhà họ Long bọn họ ra chịu tội thay, theo lý mà nói nhà họ Long bọn họ phải bắt đầu gắt gao giám sát Lục Vân, không nên chừa cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Thế mà sau khi Long Thuyên bị Lục Vân giống một tiếng, lại ngoan ngoãn mang theo bọn họ rời đi. Thật khó hiểu. Đến giờ Long Thuyên vẫn chưa yên lòng, nghe Long Tế gọi mình mới lấy lại tinh thần, miệng há hốc, nói, ngài Lục, không phải vật trong ao sao. Ẩn dụ cho thấy những người có tham vọng lớn lao cuối cùng sẽ làm được những điều vĩ đại, người không bị cái ao đó ràng buộc mà có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa. Lục tiên sinh không phải là vật trong ao. Không biết im lặng khoảng bao lâu, Long Thuyên mới đưa ra được kết luận như vậy khiến cho các thành viên của Long gia không khỏi cảnh giác. Long Tế gãi đầu khó hiểu, ba đang nói gì vậy? Tuy tên Lục Vân đó có năng lực nhưng cũng đâu khoa trương đến mức như ba nói. Không phải vật trong ao, không phải là muốn vượt vũ môn hóa rồng đấy chứ. Có một thiên tài như Vương Húc trấn áp hắn, hắn có thể hóa thành loại rồng nào? Rồng đất ư? Trong mắt các thành viên Long gia, Lục Vân chỉ có hai thân phận đó là đệ tử của đạo trưởng Thiên Huyền Tử và em trai của Lạc Tiên Tử. Đạo trưởng Thiên Huyền Tử là một tu đạo giả cho nên chắc hẳn Lục Vân cũng là một tu đạo giả. Dù y thuật có cao siêu đến đâu thì cũng chỉ là một tu đạo giả có y thuật xuất sắc. Về phần chỗ dựa là Lạc Tiên Tử, những gì hắn nói trước đó đều không có tác dụng khi gặp Vương gia. Vì thế, lời nói đột ngột của Long Thuyên hoàn toàn vô lý. Liếc thấy sự bối rối của các thành viên Long gia, đôi mắt sâu thẳm của Long Thuyên chợt lóe, lúc trước khi chúng ta đến nhà hàng,
Lục tiên sinh chỉ đơn giản liếc nhìn ta một cái khiến cho ta có cảm giác không nhìn thấu há ni. Lục Vân mà Long Thuyên từng tiếp xúc khá ôn hòa nhưng khi ở nhà hàng là lần đầu tiên và duy nhất Lục Vân thực sự tức giận. Chính ánh mắt ấy đã khiến cho Long Thuyên cảm thấy có một áp lực khủng khiếp. Đây chính là khí thế của một vị vua mà chỉ có những người có địa vị cao mới có thể tỏa ra. Chính vì vậy Long Thuyên đã đưa ra kết luận rằng Lục Vân không phải là người bình thường. Long Xuyên cau mày hỏi, ba, có phải ba tưởng tượng nhiều quá không? Long Thuyên lắc đầu, tuy ta đã lớn tuổi nhưng mắt cũng không đến mức mù đâu. Dù sao Long Thuyên cũng là tôn giả một phương, cảm giác của ông ta đối với các cao thủ rất nhạy bén. Sự cạnh tranh giữa các cao thủ không còn là trực tiếp đánh nhau mà thường là màn đối mắt khi họ gặp nhau. Trong trận chiến tại nhà hàng, Long Thuyên đã bị đánh bại hoàn toàn. Mọi người nghĩ lại mà xem, tiếng động mà chúng ta nghe thấy trước khi lên tầng có phải là từ Bạch Long Vương không? Long Thuyên tiếp tục phân tích. Ta và Bạch Long Vương là đối thủ lâu năm nên ta rất quen thuộc với khí tức của ông ta. Nhưng khi chúng A vừa mới xông lên tầng 3, Bạch Long Vương đã biến mất, đây không giống phong cách của ông ta chút nào. Còn cả Bành Quốc Hào, Lục tiên sinh đánh người trong nhà hàng của ông ta. Sao ông ta có thể thờ ơ như vậy được chứ? Thế nhưng ông ta lại lựa chọn kết quả trung lập, chứng tỏ ông ta biết được lai lịch của Lục tiên sinh không hề thua kém Vương Húc. Long Xuyên hỏi, cho nên lúc chúng ta rời khỏi nhà hàng, ba liền tới hỏi Bành Quốc Hào về chuyện này sao? L. Khi các thành viên Long gia chuẩn bị rời khỏi nhà hàng với vẻ u ám, bọn họ nhìn thấy một ông cụ đi tới bên cạnh Bành Quốc Hào nhưng lại không biết bọn họ nói chuyện gì. Mãi đến khi Long Thuyên nói ra thì bọn họ mới hiểu. Long Thuyên gật đầu nói, câu trả lời của ông ta rất thú vị và mơ hồ nhưng cũng không khó nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói. Ông ta nói gì ạ? Các thành viên trong Long gia đều tò mò. Long Thuyên dừng lại một chút rồi mới nói, Bạch Long Vương dặn ta không nên vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, mọi người đều im lặng, ý của câu này rất rõ ràng. Có lẽ bối cảnh của Lục Vân còn cao hơn cả Vương gia. Sau tất cả thì vẫn chưa rõ thân phận của Lục Vân. Tất cả mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán. Con nghĩ rằng tên Lục Vân đó chỉ là cáo mượn oai hùng. Có lẽ cậu ta không phức tạp như ba nghĩ. Long Tế không đồng tình với nhận định của Long Thuyên. Tuy Long Thuyên là cha của ông ta nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt mà phỏng đoán Lục Vân có bối cảnh lớn đúng là buồn cười. Nếu như bối cảnh còn mạnh hơn cả đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành, lẽ nào Lục Vân là con ngoài giá thú của Minh Chủ hoặc Phó Minh Chủ? Thật nực cười. Long Tế cảm thấy thay vì lãng phí thời gian ở đây suy đoán, chỉ bằng nên chủ động tỏ ra thiện chí với Vương gia. Ông ta lập tức đưa ra quyết định. Vì thế sau khi kết thúc cuộc họp gia đình vô nghĩa này, Long Tế lập tức rời khỏi nhà đến Vương gia. Ông ta muốn gặp Vương Húc để chứng tỏ rằng mình không có liên quan gì đến chuyện này và lòng ông ta luôn hướng về Vương gia. Tuy nhiên Vương Húc còn chẳng buồn nhìn mặt ông A. Cùng lúc đó, tại văn phòng viện trưởng ở Học viện Võ thuật Kinh Thành. Lúc này, những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của Doãn Thu Thủy trắng bệch vì bà ấy nắm chặt tay. Lúc này, trên khuôn mặt không tuổi của bà ấy lộ ra vài vết chân chim. Bà ấy đã biết về sự việc của Lục Vân. Hay là nói chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành. Một người là thiên tài trong giới võ tu còn người kia là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Chưa nói tới chuyện đánh nhau, chỉ cần mỗi danh xưng người đàn ông của Lạc Tiên Tử cũng đủ khơi dậy hứng thú của vô số người. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc là kiểu người nào có thể chinh phục được một võ thần như Lạc Tiên Tử. Doãn Thu Thủy không biết mánh lưới lan truyền người đàn ông của Lạc Tiên Tử đến từ đâu. Đối với bà ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là trận chiến sinh tử này. Không phải là để tâm mà chỉ đơn giản là tức giận. Bà ấy tức giận đến mức cơ thể mỏng manh run lên. Doãn Thu Thủy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, gọi cho Lạc Ly và hỏi, con đã biết về chuyện của Lục Vân chưa? Con mới biết chuyện cách đây không lâu ạ. Lạc Ly đã trở lại căn cứ Vũ Minh ở Hoa Trung nên cô cũng không nắm được tin tức này. Chỉ vừa mới đây Lục Vân gọi điện thoại cho cô và nói thêm với cô một số chuyện thì cô mới biết tin. Hồ đồi! Khi Doãn Thu Thủy nghe được Lạc Ly đã biết chuyện này, vốn là người hiền lành nhưng bà ấy cũng không thể kìm chế được mà mắng, nếu như con đã biết thì sao lại không ngăn cản cậu ta? Lạc Ly bất đắc dĩ nói, lão sư, tiểu Lục Vân là người cứng đầu. Con không thể quyết định thay em ấy làm gì được cho nên chỉ có thể mặc kệ thôi ạ.
Mặc kệ cậu ta, hừ, con có biết nếu như mặc kệ cậu ta thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Cậu ta sẽ chết, ngay cả cô cũng không thể cứu được cậu ta. Nghe thấy lão sư lo lắng cho Tiểu Lục Vân, Lạc Ly thực sự muốn nói cho lão sư Doãn Thu Thủy biết về thân phận Vân Thiên Thần Quân. Nhưng cách đây không lâu Lục Vân đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện này. Đặc biệt là với Doãn Thu Thủy, lại càng phải giữ bí mật hơn. Tuy Lạc Ly không biết Tiểu Lục Vân đang giở trò gì nhưng cô tin tưởng hắn sẽ làm tốt mọi chuyện. Vì thế, cuối cùng Lạc Ly lựa chọn làm một con mèo. Ngoan ngoãn, bất cứ thứ gì Lục Vân yêu cầu, Lạc Ly cũng sẽ làm. Về phần trận chiến sinh tử kia, cái đó không gọi là trận chiến sinh tử mà gọi là trò chơi tiêu khiển của Vân Thiên Thần Quân thì đúng hơn. Lạc Ly giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng cô chợt nhận ra một vấn đề, tò mò hỏi, cô ơi, con có thể hỏi tại sao cô lại chú ý đến Tiểu Lục Vân không? Cho dù lão sư biết Tiểu Lục Vân là em trai của cô cũng không cần phải lo lắng đến mức như vậy chứ. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Trong lòng Lạc Ly vô cùng tò mò nhưng điều cô nhận được không phải là câu trả lời mà là thanh âm cúp. Máy đầy tàn nhẫn, cô bất mãn nhếch môi nói, có lẽ giữa lão sư và Tiểu Lục Vân đã xảy ra chuyện gì đó. Cùng lúc đó, sau khi Doãn Thu Thủy cúp điện thoại, khuôn mặt của bà ấy đầy vẻ sầu lo. Đúng lúc này trợ lý đi vào và nói, Vân tới ạ. Viện trưởng, Lục, phạm phải sai lầm lớn như thế, sao cậu ta còn dám đến gặp tôi? Doãn Thu Thủy tức giận mắng, thấy trợ lý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, sắc mặt của bà ấy dịu hẳn xuống rồi kiềm chế nói, cho cậu ta vào. Đúng rồi, lát nữa cô chờ ở ngoài cửa đi. Vâng thưa viện trưởng. Người trợ lý rời khỏi văn phòng với vẻ nghỉ ngờ. Sao hôm nay viện trưởng trông kỳ lạ thế nhỉ? Rất nhanh, Lục Vân bước vào với nụ cười trên môi. Trợ lý ý thức được chuẩn bị đóng cửa lại, Lục Vân quay người khách khí nói với cô ta, chị trợ lý thật chu đáo, bộ đồng phục màu đen hôm nay của chị trông đẹp hơn lần trước. Người trợ lý trợn mắt nhìn hắn. Viện trưởng sắp nổi giận như thế mà cậu ta còn tâm tình cười đùa sao? Dâm, cửa văn phòng đóng lại. Không gian bên trong phòng rất rộng, kín được, đánh bóng nên không hề có cảm giác chật chội. Thân hình quyến rũ của Doãn Thu Thủy đang dựa vào ghế văn phòng nhưng những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh bị nắm chặt đến mức trắng bệch. Bà ấy nhìn Lục Vân với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi, đến gặp tôi có việc gì? Lục Vân cười nói, ha ha, viện trưởng, chắc hẳn cô đã nghe đến trận chiến sinh tử giữa cháu với Vương Húc rồi đúng không? Vì địa điểm diễn ra ở trường của cô nên cháu cần phải đến chào viện trưởng trước. Đây là vấn đề lịch sự. Cậu còn cười được. Doãn Thu Thủy không kìm được, đập mạnh xuống bàn. Bà ấy đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, hơi nhún vai và nhìn Lục Vân với ánh mắt cực kỳ tức giận, nói cậu có biết mình đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức không? Sắp chết đến nơi mà vẫn đến chào tôi ư? Sắp đi gặp lão Diêm Vương đến nơi rồi. Trước đây không phải tôi đã nói với cậu rằng hãy âm thầm rời khỏi kinh thành sao? Vậy mà bây giờ cậu lại hẹn với Vương Húc, rồi địa điểm lại còn ở Học viện Võ thuật Kinh Thành. Cậu có biết điều này nghĩa là gì không? Doãn Thu Thủy tiếp tục nổi cơn thịnh nộ. Không nói đến trận chiến với Vương Húc, địa điểm diễn ra trận đấu được lựa chọn ở đây. Phải biết rằng môi trường này được biết đến là cơ sở đào tạo nhân tài của Vũ Minh, chắc chắn Vũ Minh sẽ nhắm vào trận chiến này. Còn một điều nữa đó là bên ngoài còn có tin đồn rằng Lục Vân là người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Hiện tại hắn không thể âm thầm rời đi được. Đoán chừng bây giờ mọi người đều mong trận đấu sinh tử này diễn ra càng sớm càng tốt để xem trông Lục Vân như thế nào. Thấy Doãn Thu Thủy giận dữ, Lục Vân đã xác nhận được một điều đó là người phụ nữ này quả thực rất lo lắng cho hắn. Lục Vân thản nhiên nói, cái tên Vương Đào xấu xí đó đã cướp đi người phụ nữ của một người anh em của cháu. Hiện tại cháu đứng ra bảo vệ người anh em đó cũng là quá đáng hay sao ạ? Tên Vương Húc kia cũng đứng ra bảo vệ Vương Đào. Nếu cả hai bên đã không vui thì cứ đánh một trận là được. Đánh một trận, cậu nói nghe nhẹ nhàng thật. Doãn Thu Thủy khịt mũi đầy lạnh lùng. Trước đây bà ấy không biết vì sao Lục Vân lại gặp rắc rối với Vương Húc nhưng bây giờ nghe hắn nói, bà ấy biết là vì phụ nữ. Thật sự không có tiền đồ gì cải. Thế nhưng Doãn Thu Thủy không ngây thơ đến mức tin tưởng hoàn toàn lý do của Lục Vân. Bà ấy nhìn Lục Vân và nói, e rằng đứng ra bảo vệ anh em chỉ là cái cớ, cậu chỉ muốn làm mọi việc ồi tệ hơn đúng không?
Lục Vân cũng không phủ nhận, cười nói, Doãn viện trưởng, cô thật thông minh. Lại còn cười. Doãn Thu Thủy tức đến mức suýt chút nữa không kìm chế được tiến lên tát vào mặt Lục Vân. Bây giờ bà ấy rất hối hận, lẽ ra ngay từ đầu bà ấy không nên nhắc nhở Lục Vân âm thầm rời khỏi kinh thành. Không ngờ Lục Vân lại quyết định chống lại bà ấy. Quá nổi loạn rồi. Thực ra đúng như Doãn Thu Thủy đoán, Lục Vân đang cố tình gây rối để thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực trong kinh thành. Mục đích của hắn là muốn vạch trần sự thật về vụ hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi. Vào lần đầu tiên gặp Doãn Thu Thủy, bà ấy đã nhắc nhở hắn nên rời khỏi thủ đô và sống một cách khiêm tốn. Điều này có nghĩa là có một số người không muốn nhìn thấy hắn còn sống. Mặt khác, liệu có thật sự chỉ cần Lục Vân cao ngạo thì những người đó sẽ xuất hiện không? Về việc tại sao Lục Vân không tiết lộ thân phận Vân Thiên Thần Quân cho Doãn Thu Thủy biết là vì hắn không biết bà ấy đóng vai trò gì trong chuyện này. Còn một điểm khác đó là có thể những gì Doãn Thu Thủy biết không phải là toàn bộ sự thật. Nếu như bà ấy chỉ biết một phần thì việc Lục Vân tiết lộ thân phận quá sớm sẽ chỉ khiến người khác cảnh giác và thủ phạm thực sự sẽ không lộ diện. Suy cho cùng, thân phận Vân Thiên Thần Quân quá đáng sợ. Vì thế thay vì đối mặt với tất cả những điều không chắc chắn này, tốt nhất là Lục Vân nên tự lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ thủ phạm thực sự của vụ hỏa hoạn Viện Phúc Lợi ra. Đây chính là lý do vì sao Lục Vân muốn gây sóng to gió lớn ở kinh thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.